Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Trước khi đến với hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, Thuận xin phép giới thiệu cho tất cả quý vị kênh YouTube mới của Thuận mang tên Nhà Ma, và đây là hình ảnh của kênh thưa quý vị. Và tại kênh Nhà Ma này thì Thuận cũng sẽ kể những cái câu chuyện liên quan tới tâm linh kinh dị, những cái câu chuyện ma đời sống, lồng ghép vào đó là những câu chuyện thực tế được đội ngũ biên tập của kênh đã biên tập lại và tạo ra những cái câu chuyện hấp dẫn, sinh động hơn. Và nó khác biệt so với kênh Người Dẫn Đường Coi Âm ở chỗ không chỉ thỏa mãn cho quý vị về phần nghe mà còn cả phần nhìn. Bởi vì Thuận lồng vào đó là những hoạt cảnh, rồi những cái bối cảnh câu chuyện. Câu chuyện sẽ trở nên hấp dẫn và sinh động hơn. Và để tạo ra được một cái sản phẩm như thế thì Thuận và toàn bộ những anh em trong ekip đã phải rất là vất vả, dành thời gian, công sức, rồi thậm chí là rất nhiều tiền bạc mới có thể tạo ra được một sản phẩm. Nên tạm thời thì lịch phát sóng của kênh là vào tối thứ tư hàng tuần trên kênh Nhà Ma. Mỗi một tuần chỉ phát sóng được một tập thôi quý vị ạ. Bởi vì để làm ra thì nó mất rất là nhiều thời gian. Thế nên là hy vọng rằng tối thứ tư tuần tới này sẽ phát sóng tập đầu tiên thì được sự ủng hộ của tất cả quý vị. Quý vị hãy tìm đến kênh Nhà Ma, dành tặng cho Thuận một đăng ký, một like trước quý vị nhé. Và tối thứ tư tuần tới, mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên, số phát sóng đầu tiên trong chuỗi sơ đi chuyện Nhà Ma do Duy Thuận kể. Và link của cái kênh Nhà Ma thì Thuận sẽ để ở phần dưới bình luận. Quý vị hãy bấm vào và giúp Thuận đăng ký kênh với nhé. Xin lỗi tất cả quý vị, Thuận nói hơi nhiều, nhưng mà thực sự Nhà Ma là một cái sản phẩm tâm huyết, bởi vì phải đầu tư khá là nhiều thứ, thời gian, tiền bạc, thậm chí là đi quay, có những hôm quay đến tận khuya, tận tối đêm mới về, rất là vất vả. Nên Thuận muốn rằng cái sự tâm huyết của mình sẽ đổi lại được cái sự hài lòng và ủng hộ của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Anh đi làm đây, hai mẹ con ở nhà vui vẻ nhé. Dạ vâng, anh đi rồi về sớm nha. Thành cười tươi lên tiếng chào chồng, còn con bé Linh chỉ biết thập thò đứng đằng sau cửa nhà nhìn ra. Bố nó đi chính là lúc nó sợ nhất, chỉ vì những chiếc đòn roi vô cớ của người mẹ ghẻ. Mới 3 năm trước thôi nó còn được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, nhưng chỉ vì một tai nạn bất ngờ mà mẹ nó đã ra đi đột ngột không một lời nhắn gửi. Ngày ấy mưa to lắm, mưa như muốn khắc sâu tâm trạng đau khổ của hai bố con vậy. Thế là kể từ đấy, đứa trẻ 8 tuổi ngậm ngùi chấp nhận cảnh mồ côi mẹ từ rất nhỏ. Nhưng anh Nam, bố của nó, cũng rất yêu thương con. Biết con phải chịu đựng những sự dè bỉu của bạn bè mỗi khi đến trường, nên anh thương lắm. Lúc nào cũng quan tâm săn sóc con hết sức. Có lẽ đấy cũng là niềm an ủi duy nhất mà nó nhận được. Cho đến khi Thành bước về ngôi nhà này thì đã thay đổi tất cả. Đúng như câu nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Trước mặt chồng hay bà con hàng xóm thì cô ta luôn tỏ ra quan tâm, yêu mến đứa con riêng của chồng. Nhưng khi họ vắng mặt thì lại thay bằng một bộ mặt mới, dữ dằn và độc ác vô cùng. Kể từ ngày về đây, cô ta chưa phải động chân động tay vào cái gì, mà hoàn toàn là do cái Linh làm tất cả. Ấy vậy mà mỗi lần ở với chồng, Thành đều làm ra vẻ mình mệt mỏi lắm. Linh ở nhà, nó chẳng biết giúp em gì cả. Suốt ngày chỉ đi chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm thôi. Anh xem thế nào, chứ em cũng mang thai 5 tháng rồi. Làm việc gì cũng khó chịu lắm. Nam nghe vậy thì cũng bán tín bán nghi. Bởi vì từ ngày mẹ Linh mất, có ai dám chơi với nó không? Nhưng không muốn người vợ bé nhỏ trước mặt của mình buồn lại ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, nên anh trả lời đại cho qua. Mà anh sẽ nói chuyện với con. Linh đang đứng đó, nước mắt rưng rưng, nghĩ về những kỷ niệm tươi đẹp thời quá khứ, thì bất ngờ lãnh chọn một cái tát đau điếng trên khuôn mặt. Chẳng phải thứ gì xa lạ, mà chính là món quà của người dì ghẻ ngày nào cũng tặng cho nó. Cái con chết tiệt này, mày không thấy còn một đống bát chưa rửa mà cứ đứng ở đây. Đi vào, rửa nhanh. Lời nói của ả như một lời ra lệnh. Linh sợ hãi ôm một bên má đã sưng tấy lên vì đau chạy vào trong bếp.
Sáng nó phải dậy từ sớm để nấu ăn, còn bây giờ lại phải rửa bát. Đó là những công việc mà lúc còn sống mẹ nó vẫn thường hay làm. Linh cầm chiếc đĩa dính đầy dầu mỡ lên, chẳng may trượt tay làm rơi xuống đất. Một tiếng choang vang lên nghe đinh tai nhức óc. À Thanh đang ngồi trên nhà coi mấy chương trình sắc đẹp, đang tính toán làm sao có thể mua được mấy thứ mỹ phẩm kia thì giật mình bởi tiếng đổ vỡ dưới bếp. À nghĩ ngay đến con bé Linh rồi tức giận mặc cho cái bụng bầu mà chạy thẳng xuống dưới. Gương mặt hầm hầm đầy sát khí, như thể kẻ thù chuyển kiếp đang ở ngay trước mặt. Cái con ngu này, mày làm gì vậy hả? Ôi trời ơi, có mỗi cái việc rửa bát thôi mà mày cũng làm không xong là sao hả? Thấy Linh đang luống cuống thu dọn đống bát vỡ ở trên mặt đất thì à bắt đầu gào cái mồm lên để chửi bới. Đứa trẻ nhỏ đang cố gắng thu dọn lại nghe những tiếng như loa phát thanh kia thì giật mình cái thót. Bàn tay bị mảnh sành cứa qua làm cho nó chảy máu. Thành nhìn thấy những giọt máu ứa ra từ đôi bàn tay nhỏ thì chẳng lấy gì làm thương mà còn độc mồm độc miệng hơn. Sao trên đời lại sinh ra cái đứa ngu như mày vậy không biết? Tao mà quay lại không thấy mày dọn xong thì đừng có trách nghe chưa? À cóp mắt nhìn đứa con chồng làm cho Linh run bắn cả người. Nó không dám nói gì thêm mà chỉ biết lặng lặng cùng với chiếc tay đau thu dọn đồ. Làm xong nó mới dám vào phòng của mình lấy một chiếc băng để dán lại. May mắn là vết cắt không sâu nên cũng không khó khăn gì trong việc cầm máu. Con Linh! Con Linh đâu? Tiếng của Thanh oang oang ở bên ngoài phòng khách. Nó vội vàng chạy ra cũng không quên trả lời. Dạ. Vừa ra đến nơi thì nó đã bị ả mắng như tát nước vào mặt. Mày ngủ à? Mà lâu thế hả? Không phải con... Linh toàn giải thích nhưng ả đã lên tiếng cắt ngang. Thôi, không cần giải thích mà tao cũng chẳng có rảnh mà nghe mày giải thích làm gì. Nghe tao nói đây, hôm nay cô chú mày đến chơi, nấu nhiều một chút, đừng có để tao mất mặt với họ nghe chưa? Vâng, nhưng mà... Thành lườm đến cháy cả mắt, à gàn giọng. Nhưng nhị cái gì? Mày có can cãi tao à? Linh vội vàng xua tay. Dạ, không phải, nhưng mà trong bếp hết đồ để nấu rồi ạ. Ngày đến đây thì Thành mới vỡ lẽ. Hóa ra là như vậy. À Tân bảo nó ra chợ mà mua, nhưng chợt nghĩ lại. Nếu mà để nó đi thì làng xóm gì nghĩ phải biết. Tiếng xấu đồn xa mà. Đến tài của chồng à thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nam tuy yêu thương vợ con là như vậy, nhưng lại rất nóng tính. Để anh nghe thấy à ở nhà hành hạ con thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nghĩ vậy nên à đành lóc cóc đi ra ngoài phi xe tới chợ. Cá này bao nhiêu hả cô? Thành vừa bịt mũi vừa hỏi người chủ bán cá. 50 cô ạ. Thế để cho cháu 2 cân nhé. Người bán cá vừa mổ vừa hỏi chuyện cô. Bầu mấy tháng rồi mà bụng to dữ vậy? Thành nở một nụ cười giả tạo. Nghĩ sao cái bà này lắm chuyện thế, không làm cho mau mau, chứ cô chịu hết nổi cái mùi này rồi. Nhưng ngoài mặt vẫn phải lễ phép giả thưa. Gần 3 tháng rồi cô ạ. Sao không bảo người nhà đi cùng mà đi một mình thế này? Nhớ có chuyện gì thì sao? Thành như nhận ra đây là cơ hội trời ban để có thể chế giễu, rêu rao những điều không hay về người con chồng. À liền vênh miệng lên mà than trời than đất. Ôi giời, cháu chỉ là vợ hai thôi, nên có được yêu thương gì đâu. Còn vợ trước thì cứ ở nhà chơi, chứ chẳng giúp gì cả. Bà bán cá nghe có mùi drama thì liền ngóc đầu lên mà hóng. Những người xung quanh cũng nhìn theo. À toàn kể tiếp nhưng đã bị một người chặn lại. Thanh đấy à? À nhìn sang phía vừa phát ra tiếng nói thì nhận ra người hàng xóm kế bên nhà. Thanh cố ý tránh mặt không muốn nói chuyện nhưng bà hàng xóm vẫn cứ đến để hỏi han chân tình. Cô ở nhà làm nhiều quá mà sao da rẻ vẫn cứ gọi là mịn màng như thế này nhỉ? Chỉ cho tôi với. À, cô làm nhiều chắc biết cá này là gì nhỉ? Nói xem nào. Thành lúng túng bởi vì thực chất cô ta có biết cái gì đâu, chỉ là mua bừa mà thôi. Nhưng lúc này không trả lời đúng thì không biết phải chui vào cái lỗ nào nữa. À tự trách bản thân sao mà lại ngu muội thích thể hiện như vậy, để đến bây giờ không biết giấu mặt vào đâu. Nói đi chứ,
Bà hàng xóm biết tòng tính cách của ả, nhiều lần thấy Thanh chỉ tay năm ngón với con chồng cũng lựa lời mà nói với Nam, nhưng anh nào có tin. Về đến nhà thấy Thanh vẫn ân cần với con thì lại nghĩ mấy người hàng xóm ác mồm ác miệng, muốn chia rẽ gia đình của mình, nên không để ý nữa. Bà nhìn Thanh lúng túng mà cảm thấy hạ dạ trong lòng. Đúng là thứ gì ghẻ khốn nạn, suốt ngày chỉ biết rêu rao con chồng, bịa đặt nói xấu. Nếu hôm nay bà không ở đây, thì có lẽ đã có người bị ả sắt mũi rồi. Thanh không biết phản ứng ra sao, nếu bây giờ không trả lời thì bị người ta chửi cho. Ả vận dụng tất cả những kiến thức siêu phàm của mình, rồi trả lời một câu ngắn gọn. Thì là cá chê chứ gì nữa. Tất cả ai nấy đều cười lên chế giễu. Người bán cá sợ mất khách không dám cười lớn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô ta thì không thể chịu đựng được nữa mà nói. Đây là cá mè, cô nói là cá chê thì tôi cũng đến chịu. Bấy giờ ả mới biết mình bị hớ nên vội vàng thúc giục bà gói cá để mang về. Bà hàng xóm còn đổ thêm dầu vào lửa. Sao bà nói thế? Người ta làm nhiều nên nhầm lẫn tí thì đã có sao. Phải không hả Thanh? Nghe những giọng nói mỉa mai kia, Thanh ngại quá hóa giận, vứt tờ tiền lên chiếc bàn cạnh đó, rồi cầm theo túi cá mà rời đi. Bà hả? Bà biết nó à? Người bán cá lên tiếng hỏi. Hóa ra người hàng xóm kia tên là bà Hà. Bà Hà thở dài nhìn theo bóng lưng của Thanh mà oán giận. Ngay cạnh nhà luôn đấy chứ. Cái loại gì ghẻ nói mà không biết ngượng cái mồm ấy mà. Suốt ngày đánh đập con chồng. Những người xung quanh nghe vậy chỉ biết gật đầu chán nản. Chuyện gì ghẻ con chồng bao đời nay vẫn là như thế. Được mấy ai lại yêu thương con chồng như con của mình. Mọi người nghe xong mà cũng căm giận lắm. Nghĩ lại những lời ả nói ban nãy còn làm bộ đáng thương. Họ chỉ hận không xé được cái mỏ của ả ra. Thanh trở về nhà, bao nhiêu tức giận dồn nén, ả chỉ muốn trút hết lên người của Linh. Nhưng khi về đến nhà thì đã thấy cô chú của Linh đứng đó. Hạnh là em ruột của Nam thấy chị dâu trở về thì cũng không mấy vui vẻ. Chỉ có người chú tên Hùng là lên tiếng. Chị đi chợ về có mệt không? Đem cầm cho. Hùng nhanh nhậu cầm lấy túi đồ. Chị mua nhiều thế. Cô chú đến chơi, chị cũng phải nấu nướng cho tử tế chứ. Biết vậy là tốt. Hạnh lên tiếng. Hùng ái ngại nhìn về phía người chị dâu. Vốn dĩ Hạnh đã không thích người chị dâu này. Cô nhận thấy người phụ nữ trước mặt luôn đội một lốt mặt nạ, không muốn cho ai nhìn thấy. Thành nghe những lời đó thì tức giận ở trong lòng mà không dám biểu hiện. À gượng cười rồi vào bếp để chuẩn bị nấu ăn. Thấy Linh đang đứng ở đó, à liền nháy mắt ra hiệu. Còn bé Linh nhìn thấy thì nhận ra ngay ý đồ của à, nên lặng lặng đi vào. Trước này đều là do Linh nấu, chứ à có biết nấu cái gì đâu. Trước khi lấy chồng cũng vậy, toàn người khác nấu cho ăn. Không ai nấu thì lại ra quán. Từ khi à về đây, Linh từ một đứa trẻ vô tư lại phải gánh vác công việc bếp núc. Nó muốn nói cho bố nghe lắm, nhưng ả lúc nào cũng kè kè bên bố của nó. Hễ nhận thấy nó có ý đồ, là Thanh lại gằn giọng đe dọa. Mày mà nói cho ai biết, tao cắt lưỡi mày đấy nghe chưa? Trở lại với hiện tại, còn bé Linh toàn xuống bếp thì đã bị Hạnh gọi giật lại. Linh ở đây, cho gì nấu ăn? Xuống đây làm gì cho vướng chân vướng tay? Linh liếc mắt nhìn sang Thanh. À lườm nó một cái rồi lại cười tươi, nói thêm vào. Đúng rồi, lâu lâu cô chú mới sang, còn ở đó chơi với cô chú đi. Linh giật mình, những câu nói âu yếm đó khiến cho nó ớn lạnh, dự cảm về điều không hay sẽ đến. Nó liền chối. Không sao đâu ạ, con xuống phụ gì có chút xíu thôi mà cô. Hãy nghe vậy thì không vui ra mặt. Cô bảo là ở đây mà, không phải nấu nướng gì cả. Nói đoạn, Hạnh cầm tay Linh dẫn vào phòng khách, để lại đằng sau là ánh mắt oán giận của Thanh. À bước vào gian bếp đã được con bé Linh dọn dẹp sạch sẽ, mà loay hoay mãi không biết làm cái gì. À bèn lên mạng tra mấy món đơn giản, rồi làm theo. Chật vật mãi thì cũng xong, à nhìn thành quả của mình trước mặt mà dương dương tự đắc. Mình đúng là cao thủ mà. Đúng lúc này thì Nam cũng trở về, thấy vợ ở trong bếp. Anh toan vào để giúp thì bị Hạnh níu lại.
Thành từ trong bếp nhìn cảnh vui cười của đám người bên ngoài, trong khi bản thân lại đổ mồ hôi sôi nước mắt như vậy thì căm hờn lắm. À nghiến răng ken két, thầm nguyền rủa đứa em chồng không biết điều mà xuống giúp đỡ, lại cứ ở trên đấy mà cười hơ hớ. À chẳng hay biết, chính ả cũng là người ăn không ngồi rồi suốt ngày, để cho con bé Linh phải một mình gánh vác biết bao công việc. Thành cố lấy lại bình tĩnh, nở ra một nụ cười giả tạo mà nói vọng lên trên. Ăn cơm thôi! Thành dọn hết đồ lên bàn ăn, thì cũng là lúc mọi người đi xuống. Nhìn những món ăn được bày biện ở trên bàn mà ai nấy đều ngượng ra mặt, không dám nói gì thêm. Hạnh nhận thấy rõ sự lúng túng của chồng và anh mình. Cô không ngần ngại mà nói thẳng. Ăn được không vậy? Sao món nào món nấy đều đen thui vậy? Nghe những câu nói cộc lốc của em chồng, Thành chỉ hận không thể lao vào tát cho nó mấy cái, nhưng vẫn phải giữ hình tượng nên là chỉ cười hì hì mấy tiếng, rồi nói mấy câu trấn an. Cô cứ nói đùa, thôi mọi người ngồi xuống để ăn đi. Con bé Linh ngồi cạnh bố với cô thì cười tí tởn. Hôm nay nó không phải nấu cơm, mà lại có thời gian chơi với cô thì còn gì bằng. Nhưng khi nhìn những món ăn được bày ra, nó lại đâm ra lo lắng. Anh Nam gắp cho vợ một miếng rồi bản thân cũng ăn thử. Thường ngày vợ ở nhà nấu ăn cũng ngon, nên anh cũng không có nghi ngờ gì, mặc cho màu sắc có phần hơi hắc ám. Miếng thịt vừa chạm vào đầu lưỡi thì một luồng điện xẹt qua cơ thể anh. Những thứ vừa ăn ban sáng chỉ trực trào ra bên ngoài, nhưng anh vẫn cố nhịn lại. Nam được cặp mắt ái ngại nhìn sang hai em, rồi đưa ngón tay cái lên gật gù. Ngon, ngon lắm. Thấy chồng khen thì Thanh cười tít cả mắt. À cười thầm trong bụng, nghĩ rằng bản thân thật là cao siêu. Nhưng bất chợt có một tiếng hét chói tai vang lên, làm cho à giật bắn cả mình. Quái gì vậy? Đây mà là đồ cho người ăn sao? Đó là Hạnh. Cô vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng thì đã hét toáng lên. Thứ gì đâu vừa đắng lại còn mặn. Đây phải gọi là tra tấn đầu lưỡi thì đúng hơn. Em... sao em lại nói với chị kiểu thế? Hồng nói nhỏ với vợ. Nhưng cô không chịu để yên mà gắp mỗi món một gắp nhét thẳng vào miệng của chồng. Thế anh ăn thử xem. Vừa nếm món đầu tiên thì Hồng đắp bụng miệng chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thành thấy vậy thì tức ra mặt. À đứng phát dậy nhìn người em chồng mà quát. Cô chú đừng có mà quá đáng. Chị biết cô không thích chị, nhưng đừng có làm đến mức này. Hạnh nhếch mép một cái rồi bưng cả đĩa cá ra trước mặt của ả. Đồ ngon à, em nhường chị tất đấy. Em không dám ăn đâu. Thành nghe xong thì giận tím người. Rõ ràng chồng ả vừa khen ngon xong mà. Chắc chắn là cô em chồng nói vậy để làm khó ả thôi. Nên Thành không chần chờ gì mà ăn luôn. Bên cạnh, anh Nam toàn cản nhưng chẳng kịp. Thành lúc này đã chảy cả nước mắt. Thật không thể hiểu nổi đây là thứ gì nữa. Thấy biểu hiện của ả như vậy thì Hạnh cười khinh bỉ. Ngon quá phải không chị? Thật là không thể hiểu nổi, thường ngày chị vẫn cho anh tôi và cháu Linh ăn những món này hay sao? Hay là chị bắt con bé Linh nấu? Không phải... Thành toàn giải thích nhưng không biết phải dùng lý lẽ như thế nào. Hạnh quay lại hỏi Linh. Cháu ở đây có bị ức hiếp hay không? Đừng sợ, có cô ở đây rồi. Linh đột rè cúi đầu xuống đất, hai tay vấn lại với nhau tỏ rõ sự lúng túng. Nó biết rõ nếu mình nói ra thì sẽ bị mụ dì ghẻ kia tận cho một trận thừa sống thiếu chết. Nó còn là một đứa trẻ con, nhận thức chưa được chín, như những người trưởng thành, nên luôn e sợ trước sự dọa nạt của người lớn. Linh ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt cáo giả của Thanh thì lại cúi đầu xuống. Nó khẽ lắc cái đầu nói nhỏ. Không đâu ạ. Không ai bắt nạt con cả. Hạnh toan hỏi thêm nhưng đã bị Nam chặn lại. Em một vừa hai phải thôi. Sao cứ nói những cái chuyện vớ vẩn như thế không biết? Em muốn gia đình anh phải xáo xào lên thì mới chịu hay sao? Hạnh đứng phát dậy, nói một tràng như muốn cảnh tỉnh người anh ngu muội. Anh thử hỏi cả cái phố này xem, có ai không biết là chị ta ở nhà hành hạ con bé Linh như thế nào? Nếu không phải mấy người tốt bụng gọi điện cho em kể rõ sự tình thì cũng chẳng thể ngờ được đâu. Em nói cái gì? Đừng có tin mồm miệng thiên hạ. Họ chỉ đặt điều để bôi xấu gia đình anh mà thôi.
chẳng phải tin ai, nhưng nhìn những vết thương trên người con bé cũng có thể hiểu được mà. Nói đoạn, Hạnh không ngần ngại mà vạch áo của con bé Linh ra. Biết bao vết chảy xước đang hiện ở trên đó, có cái đã lâu ngày, có cái lại mới toanh. Chuyện này... Nam để ánh mắt đã hẳn lên từng tia máu nhìn sang A Thanh. A thấy vậy thì vội vàng lắc đầu xua tay. Không phải vậy, anh nghe em nói. Nhưng A chưa kịp nói hết câu thì đã bị ăn một cái tát như trời sáng từ Hạnh, làm cho xây sầm mặt mày. Từ ngày chị chen chân vào gia đình của anh tôi, khiến chị dâu tức giận bỏ đi, không may gặp tai nạn, thì tôi đã coi chị không khác gì là kẻ thù rồi. Nhưng không thể ngờ khi chị về cái nhà này lại dám cả gan động vào cháu gái của tôi. Tôi nói cho chị biết, nếu không phải chị đang mang thai thì hôm nay chị không xong với tôi đâu. Thành ôm mặt khóc nức nở. Bấy giờ à cũng chẳng thể nào chối cãi được gì thêm. Bằng chứng rõ rành rành như thế, nếu còn cãi thì càng làm mọi chuyện rắc rối thêm mà thôi. Thành quỳ xuống mặt đất, hai tay bám vào chân của anh Nam khóc lóc van xin. Em xin lỗi, là do em sai. Anh cho em thêm cơ hội được không? Nam vốn là người rất nóng tính, chứng kiến con gái bị hành hạ như vậy, anh hận bản thân mình hơn là hận người đàn bà trước mặt. Anh cố kìm nén lắm mới không ra tay đánh cho à một trận, mà gằn lên từng tiếng. Cuộc đời này tôi có hai việc khiến bản thân hối hận nhất. Thứ nhất là đã xa vào lưới tình của cô, khiến cho vợ tôi cũng chính là mẹ ruột của đứa trẻ này mà ngày ngày cô đánh đập phải ra đi đột ngột. Và thứ hai là rước cô về làm vợ. Nói đoạn anh quay mặt đi, ngăn những giọt nước mắt hối hận của mình, rồi ôm chặt lấy con bé Linh. Bố xin lỗi là bố không bảo vệ được con. Dường như bao tủi nhục bấy giờ như được phát tác, con bé Linh ôm chặt lấy bố rồi khóc lên nức nở. Bao nhiêu đòn roi, bao nhiêu những câu mắng nhiếc thậm tệ khiến cho cuộc sống của nó trở nên bi ai vô cùng. Này được nằm gọn trong vòng tay của bố như có một sức mạnh che chở, nó mới dám khóc nấc lên từng tiếng ấm ức. Hồng tuy là em rể nhưng cũng được Hạnh kể cho nghe về người chị dâu này. Anh vốn cũng chẳng ưa, nhưng không ngờ à lại có thể ra tay độc ác với một đứa trẻ còn chưa hiểu rõ sự đời như thế. Anh cầm chiếc điện thoại lên bấm số. Việc này không thể cho qua một cách dễ dàng như vậy được. Chúng ta phải báo cảnh sát để chị ta bị pháp luật trừng trị thích đáng. Vừa nghe thấy hai từ cảnh sát thì Thanh đã khóc rú cả lên. À biết nếu bản thân có khóc lóc van xin như thế nào thì cũng chẳng được tha thứ, nên đành dùng vũ khí cuối cùng của mình, đó là cái thai ở trong bụng. À ôm chặt chân của Nam, gào lên thảm thiết. Anh ơi, anh không nghĩ cho em thì cũng nghĩ cho con của chúng mình chứ. Là em sai, nhưng con của chúng ta không có tội mà anh. Nam đưa ánh mắt giận dữ nhìn xuống. Đúng thật là đứa trẻ không có tội. Anh lại vô cùng trông chờ vào nó, vì lúc đi siêu âm thì đó là một bé trai. Nếu đuổi ả đi thì không phải đứa trẻ sẽ phải chịu thiệt hay sao? Thấy anh trai bị lung lay thì Hạnh vội vàng lên tiếng. Chị còn biết nó không có tội cơ đấy. Nếu chị nghĩ cho con của mình thì đã không gây ra những chuyện như thế này rồi. Chị yên tâm, đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ được anh tôi đón về nuôi dưỡng thật tốt, chứ nhất định tôi không để chị nuôi nó đâu. Thành cãi lại. Cô quá đáng lắm rồi đấy. Nó là con của tôi không cho ai mang đi cả. Hạnh thấy thái độ đó thì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói một câu cụt lùn. Tùy chị, chỉ nghĩ tôi quan tâm chắc. Thanh biết bản thân không đấu nổi Hạnh, liền quay sang Nam mà van vỉ khóc lóc, ỉ ôi. Và cuối cùng à cũng thành công lấy được cơ hội từ chỗ của Nam. Tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội. Nếu để tôi biết cô còn những hành động như vậy, thì ngay cả đứa trẻ tôi cũng sẵn sàng không nhận mặt. Vâng, em biết rồi. Thành lau những giọt nước mắt giả tạo trên gương mặt của mình, rồi lân lê đến chỗ của Linh mà cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đó của nó. Còn tha lỗi cho dì nhé, dì sẽ đối xử tốt với con. Gương mặt ướt át trước mặt cùng với những lời nói ngọt ngào này khiến cho Linh ớn lạnh cả người. Thật không ngờ có một ngày à lại phải rơi vào bước đường này,
Linh lúng túng trước cảnh tượng đang xảy ra, liền gật đầu chấp nhận. Cả người con bé liền được Thanh ôm trọn lấy. Hơi ấm từ cơ thể ả chuyển sang, không hiểu sao lại khiến con bé dựng cả tóc gáy. Ở đằng sau, Thanh khẽ nở một nụ cười nham hiểm, rồi lại ra vẻ bi thương trước mặt mọi người. Thấy mọi chuyện được giải quyết một cách dễ dàng như vậy, Hạnh không đành lòng mà nói lớn. Chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Nghĩ gì vậy? Hồng cũng ủng hộ vợ hết mực. Chuyện này đã xảy ra trong một khoảng thời gian dài. Những vết thương trên người con bé có thể khiến cho ả phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Nam liền can ngăn. Cô chú đừng có chuyện bé xé ra to nữa. Chuyện gia đình anh để anh giải quyết được không? Chuyện bé? Hạnh nói như muốn gào lên. Cô không thể hiểu nổi anh trai mình đang nghĩ cái thứ gì trong đầu mà bảo đây là chuyện bé. Nhưng dẫu sao cũng phải tôn trọng quyết định của chủ nhà, chứ bản thân cô cũng chỉ làm em, làm sao mà dám phán quyết một ai đó. Hạnh tức giận vớ lấy chiếc túi xách trên bàn, rồi lửa mắt nhìn Thanh. Chị đợi đấy, nếu tôi còn thấy chị hành hạ con bé Linh thì chị không xong với tôi đâu. Vậy là vợ chồng của Hạnh ra về, căn nhà lại trở về với sự yên tĩnh. Đi làm mỏi về, lại chẳng có thứ gì vào bụng khiến cho Nam cảm thấy khó chịu. Anh bế thốc con bé Linh lên rồi thủ thỉ. Con muốn ăn gì nào? Con muốn ăn pizza. Vậy để bố gọi nhé. Cứ thế hai người đi thẳng lên phòng, mặc kệ cho ả Thanh vẫn ngồi dưới nền đất. Ánh mắt của ả dần hiện lên những tia oán hận. Ả nhìn theo bóng lưng của chồng và gương mặt ngây thơ của Linh mà thầm rủa. Chúng mày nhất định sẽ phải trả giá. Từ ngày hôm đó, tính tình của ả thay đổi 180 độ, khiến cho không chỉ người trong nhà mà mấy người hàng xóm xung quanh cũng phải kinh ngạc. Ê, dạo này mấy bà thấy con Thanh chăm hơn hẳn không? Mới sáng sớm nhìn sang đã thấy nó quét nhà rồi. Một người trong hội buôn dưa lê lên tiếng, ngay lập tức là lời đáp đầy chanh chua của một người khác. Gớm, thế bà không biết gì à? Nó đánh con Linh nhiều quá, bị thằng Nam nó phát hiện suýt nữa bị tống cổ vào đồn cảnh sát đấy. Không phải vì cái thai trong bụng thì giờ này nó cũng chẳng còn ở đây đâu. À thế à? Nam thấy vợ thay đổi theo chiều hướng tích cực thì cũng vui ra mặt. Bé Linh từ ngày ấy có thời gian vui chơi hơn, chứ không phải suốt ngày làm việc nhà nữa. Nhưng chẳng ai biết rằng, ngoài mặt ả làm ra vẻ đã hối lỗi, nhưng thực chất đó chỉ là một lớp mặt nạ cho bản dân thiên hạ xem mà thôi. Ả đang không ngừng toan tính những mưu hèn kế bẩn ở trong đầu để làm sao trừ khử đứa con chồng chướng tai gai mắt kia. Bằng những kỹ năng diễn xuất của mình mà đã khiến cho chồng lại một lần nữa tin tưởng vào mình. Hạnh nhiều lúc sang chơi cũng hỏi han con bé Linh đủ thứ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có dấu hiệu gì cả, nên cũng an tâm phần nào. Thấy con bé cũng trở lại với dáng vẻ vô tư hồn nhiên ngày nào thì cũng vui lây. Thời gian sau do công việc bận rộn mà cũng ít sang thăm hơn. Hôm nay anh phải công tác xa một chuyến, em ở nhà nhớ bảo ban con học hành nhé. Nam choàng tay ôm lấy vợ, Thanh nằm gọn trong lòng của chồng thủ thỉ. Vâng, anh cứ yên tâm đi công tác, em sẽ chăm sóc con thật tốt. À nói xong thì ánh mắt trở nên oán độc, khóe miệng khẽ nhếch lên vô cùng gian xảo. Cơ hội đến rồi. Sáng ngày hôm sau, Nam đi từ rất sớm, hôm nay là chủ nhật, nên bé Linh cũng ở nhà nguyên cả ngày. Đến tối ả nấu rất nhiều món ngon bày lên bàn, toàn là những món mà con bé Linh rất thích. Nhìn thấy chúng nó liền reo lên mừng rỡ. Hoan hô gì? Con yêu gì nhất? Đứa trẻ ngây thơ chẳng hề biết rằng đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời của nó. Ả nhìn con bé gắp lấy gắp để những món ăn vào miệng mà cười lên gian ác. Ăn đi, ăn nữa vào. Đừng để chết đi lại thành ma đói. Đoạn ả xoa lên cái bụng bầu của mình nghĩ thầm. Mày chết đi rồi thì tất cả yêu thương sẽ dành cho con của tao, sẽ không còn nhìn thấy cái gương mặt đáng ghét của mày nữa. Dì, sao dì không ăn à? Linh nhìn thấy ả cứ đứng đó mà không nhúc nhích thì liền hỏi.
À giật mình vội cười lên thân thiện, cố ổn định lại tinh thần. Con cứ ăn đi. À ngồi xuống bàn gắp từng miếng bỏ vào miệng, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào con bé. Đứa trẻ ngây thơ chẳng biết ánh mắt kia có ý nghĩa gì mà chỉ biết cười mà thôi. Tối hôm đó gió lớn bắt đầu nổi lên những trận âm phong lạnh lẽo. Nó ôm con gấu bông đã gắn bó với nó suốt bao năm, nằm ngủ ngon lành, thì có tiếng của Thanh gọi lên trên tầng. Nó uể oải bước lên, dụi mắt nhìn ngó xung quanh, thì thấy ả đang đứng ở giữa phòng phơi đồ với tay gọi nó. Con ra ngoài ban công lấy hộ dì cái áo bị rơi với. Bụng dì to không sao gặp người được. Gió thổi to quá nên nó bị bay ra ngoài đó. Linh không nghi ngờ gì mà liền ra ngoài để tìm kiếm. Áo ở đâu vậy dì? Con nhìn kỹ vào, ở phía dưới đó con. Mẹ Linh thật thà ngó đầu nhìn xuống, chẳng có gì cả. Nó lại càng cúi đầu xuống hơn. Nó trèo hẳn lên chiếc lan can để ngó, nhưng chẳng có gì cả. Nó quay đầu ra đằng sau toan hỏi. Dì... Nhưng lúc này nó không thể nói được nữa, vì ngay trước mặt nó chính là hình bóng của Thanh. À cười lên khoái chí. Con xuống tìm cho dì nhớ. Rồi ả đưa tay đẩy nó không thương tiếc. Chỉ kịp nghe thấy tiếng la thất thanh của đứa trẻ tội nghiệp, và ngay sau đó là tiếng bịch nặng nề vang lên. Mưa đã bắt đầu rơi thấm vào thi thể của đứa bé tội nghiệp. Những dòng máu nóng hổi chảy lan trên mặt cỏ, đã chẳng có dấu hiệu gì của sự sống nữa. Giữa đêm khuya, những người hàng xóm xung quanh nghe thấy những tiếng hét kinh hoàng. Họ nhốn nháo cả lên. Người trùm áo mưa, người lại đội vội cái nón, rồi nhanh chóng chạy sang. Họ kinh hoàng nhận ra thi thể của đứa trẻ ngoan ngoãn đang nằm bất động dưới mặt đất, và bên cạnh là hình ảnh vật vã của ả Thanh. Ôi con ơi là con, dì đã bảo để dì thu cho, mà con nào có nghe. Để bây giờ lại xảy ra sự cố như thế này. Nhiều người thấy cảnh máu me ấy thì không chịu được, đã nôn thốc nôn tháo. Cả thân người của con bé rơi từ tầng 3 xuống, dập cả chân cả tay, đầu cũng sứt đi mấy đoạn. Hại hơn nữa là ánh mắt của nó vẫn cứ trợn trừng trừng, trông vô cùng ai oán. Thấy Thành vẫn cứ ngồi đó khóc lóc, lo cho cái thai trong bụng, nên những người tốt bụng đã khuyên can hết lời. Nhưng càng khuyên thì ả lại càng tỏ ra đau đớn, rồi không biết thật hay giả mà ả lả đi trong vòng tay của bà Hà. Bà liền nhìn sang mấy người đàn ông bên cạnh nói. Mau mau đưa nó vào trong, mấy bà vào xem thế nào, ngầm mưa lâu lại ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi thì khó. Tiếng xe cảnh sát hú lên vang cả con phố. Mưa cũng đã dần tạnh, người tụ tập trước cổng hóng chuyện ngày càng đông. Bỗng chốc cả con phố nhốn nháo lên vì tin sét đánh. Thi thể của Linh được đưa vào trong nhà để khám nghiệm luôn tại chỗ. Ở gian phòng ngay gần đó có mấy đồng chí công an đang hỏi chuyện Thanh. Chị có thể cho chúng tôi biết tại sao đêm hôm như vậy, bé làm gì để xảy ra chuyện như thế này không? Thanh lấy tay lau đi mấy hàng nước mắt, nức nở kể. Nhà tôi thì vẫn hay vơi quần áo ở ngoài ban công. Thường ngày đến chiều là tôi lột vào, nhưng hôm nay lại quên mất. Tối đang nằm ngủ thì nghe có gió to thì mới nhớ ra nên toan chạy lên để lấy quần áo vào. Đi được nửa đường thì thấy con bé Linh ở đó. Con bé nó thương tôi nên bảo để con lấy cho. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa nên đồng ý. Ai ngờ. À nói đến đây thì lại khóc nên nức nở, cố gạt ra những câu thương tâm nhất. Là tại gì không tốt. Con ơi là con. Cứ thế à ôm lấy ngực của mình khóc nấc lên, quằn quại, cố tỏ vẻ đau thương. Những người xung quanh thấy vậy cũng không khỏi nghẹn lòng. Một người hàng xóm đứng cạnh đó tặc lưỡi tiếc thương. Đúng là đáng tiếc mà. Con bé nó ngoan ngoãn là như vậy, sao ông trời lại cướp mất nó đi cơ chứ? Lúc này ở ngoài cửa, hai bóng hình sồng sộc chạy vô. Đó không phải ai khác mà là vợ chồng của Hạnh. Nhìn thấy thi thể của đứa cháu tội nghiệp khiến cho cả hai như nghẹt thở. Hạnh rơi nước mắt, cổ họng ứng lại, chẳng nói lên lời. Cả hai như không thể tin vào mắt mình, bước từng bước nặng nề đến thi thể của đứa trẻ tội nghiệp.
lại một tràng than khóc nữa vang lên, như muốn xé tan màn đêm tăm tối. Cả căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo bất thường. Thành nghe thấy tiếng la hét ở ngoài thì liền đứng dậy đi ra. À, nghĩ phải diễn nốt cho tròn vai mới được. Vậy là à tiến đến chỗ em chồng, bày ra bộ mặt hối hận nhất có thể, nói những câu đầy ghê tởm. Là chị có lỗi, chị đã... Nhưng chưa để cho ả nói hết câu thì đã có tiếng hét vang lên, đồng loạt sau đó là những tiếng người rì rầm bàn tán. Ngay lúc này, mắt của con bé Linh vốn đã được vuốt xuống lại trợn trừng lên đầy kinh hãi. Hạnh thấy vậy liền gào lớn. Con đã đi khuất tất qua con ơi! Nói cho dì biết, ai giết con? Ai hại con? Những câu hỏi của cô khiến cho ai nấy đều giật mình, bởi vì con bé ra đi là do bất cẩn chứ chẳng phải là do ai cả. Nhưng khiến mọi người ngạc nhiên hơn đó là ngay khi câu hỏi vừa dứt thì đầu con bé liền ngoẹo sang một bên, ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào Thanh, khiến cho ả giật mình lùi lại vài bước. Nếu không có người ở đằng sau đỡ thì có lẽ ả đã ngã lăn ra đất từ lúc nào. Hạnh nhìn thấy những biểu hiện đó thì lừa mắt nhìn ra đằng sau. Nhìn gương mặt xanh xao không chút sắc huyết của ả thì cô liền lao đến túm lấy cổ áo của ả mà gào rú lên. Là chị đã giết cháu tôi. Đồ độc ác, đồ khốn nạn. Thành đang lúc hoang mang bởi ánh mắt kia nên chẳng có chút phản kháng. May mắn là có Hùng cùng với mấy đồng chí công an tốt bụng cản Hạnh lại, mới không khiến Thành động thai. Được buông tha, Thành mới hoàn hồn lại. À cố nghĩ ra nguyên do thuyết phục nhất, à lao lại cái xác gào khóc. Còn hận gì lắm đúng không? Là gì có lỗi mà. Bây giờ những người vừa mới nghi ngờ lại tỏ ra đồng cảm với ả. Chỉ có Hạnh là vẫn đang nhìn ả bằng ánh mắt oán giận. Cô cố nghiến chặt răng nhưng toàn thân đã run lên bần bật. Do không có bằng chứng hay dấu vết gì chứng minh có tác động của người khác, nên công an kết luận theo lời khai của Thanh. Đám tang của con bé Linh nhanh chóng được diễn ra. Bấy giờ Nam mới kịp trở về. Nhận tin như sét đánh, anh bỏ công việc của mình mà bắt vội xe về nhà. Nhưng đến nơi nhìn thấy thi thể của con thì như muốn ngã quỵ. Nam đấm thùng thục vào người của mình, tự nhủ với bản thân rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, đó hoàn toàn là sự thật. Người đàn ông vốn mạnh mẽ ấy lại thêm một lần nữa rơi nước mắt trước thi thể của người thân. Vậy là món quà duy nhất của người vợ trước để lại cho anh cũng không thể bảo vệ cho tốt. Thành thấy chồng về định tỏ vẻ đáng thương, nhưng lúc này Nam đã chẳng còn tâm trí gì mà để ý đến ả nữa. Bị chồng ngó lơ khiến cho ả cảm thấy oán hận phần nào. Đám tang của Linh, người sang người vào phúng viếng rất đông. Ai cũng tiếc thương cho đứa trẻ ngoan ngoãn mà yểu mệnh. Những người họ hàng của mẹ ruột Linh thì gào thét oán trách đứa cháu rể vô tâm, khiến cho hai người con gái trong cuộc đời của mình phải ra đi tức tưởi. Mưa lại rơi giả xích như ông trời cũng phải nhỏ lẻ trước sự ra đi của đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu ngày nào. Cả bầu trời âm u như chính lòng của những người yêu thương con bé thật sự. Trong tiếng than khóc náo nề ấy, Thành khẽ nhếch lên một nụ cười ma quái. Ai nhìn chiếc quan tài nhỏ đang đặt giữa nhà mà đắc chí. Muốn đấu với tao à? Còn lâu. Từ ngày hôm đó, ả một mình làm bá chủ căn nhà, chẳng còn ai làm cho ả cảm thấy chướng tai gai mắt nữa. Và rồi đây tất cả tình thương của Nam sẽ dành cho đứa trẻ đang nằm trong bụng của mình. Ả xoa xoa cái bụng tròn vo của mình. Chỉ còn hơn tháng nữa thôi là nó sẽ ra đời. Mấy tháng qua ả phải nhẫn nhịn bao nhiêu, phục vụ cho đứa con chồng khốn nạn cũng chỉ là để chờ đợi ngày nó biến mất mà thôi. Và giờ đây ả đã được toại nguyện. Chẳng ai có thể khiến cho ả khó chịu được nữa. Từ ngày Linh mất, Nam dành hết tình yêu thương cho đứa con trong bụng. Điều đó khiến cho Thanh vô cùng thỏa mãn. Ngỡ rằng cuộc đời ả sẽ cứ như thế mà hạnh phúc. Nhưng không, những việc ả làm chỉ qua được mắt người thường, chứ làm sao qua được luật nhân quả. Tất cả sẽ phải trả giá cho những lỗi lầm mà ả đã gây ra. Em vẫn chưa ngủ à? Ả đang sung sướng trong suy nghĩ của mình thì anh Nam bước từ phòng tắm ra lên tiếng hỏi. Ả cười tươi rói rồi nói bằng cái giọng nũng nịu.
Thiếu hơi anh làm sao mà em ngủ được. Cứ thế hai người ôm chầm lấy nhau ngủ một cách vô cùng say sưa. Đang ngủ ngon thì Thanh thấy thứ gì đó nhơn nhớt dính trên khuôn mặt của mình. À khó chịu mở mắt, đưa tay quẹt qua cái thứ chất lỏng kia xem nó là gì. Dưới ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn ngủ, à á khẩu khi nhận ra thứ đó có màu trông vô cùng giống máu. À rụt rè đưa lên mũi ngửi thì không còn nghi ngờ gì thêm nữa. Đó chính xác là máu. Nhưng máu ở đâu lại chảy lên mặt của mình như vậy? À tự nhủ với bản thân. Một cảm giác ớn lạnh lan truyền khắp cơ thể. Những tiếng động lạ bắt đầu vang lên. Đó là những tiếng khò khè nghe đến gai người. À bất động, tay của à hoạt động hết công suất để tìm ra nơi phát ra những âm thanh quái gở đó. Một giọt máu nữa lại rơi xuống lòng bàn tay à. Thanh rùng mình, cái đầu cứng ngắc bắt đầu di chuyển hướng lên trên nhìn lên trần nhà. À trợn mắt há miệng không thể tin nổi vào mắt mình. Ngay trên đầu à, con bé Linh đang treo ngược ở bên trên, hướng cặp mắt oán giận nhìn chằm chằm vào à. Gương mặt đã nát bấy, những giọt máu tanh cứ thế mà rơi xuống miệng à, làm cho Thanh lợm giọng vô cùng. À muốn quay đi nhưng không sao có thể nhúc nhích, toàn thân cứng đơ chỉ có thể rên lên ư ử. Tất cả nghẹn lại ở trong cổ họng. Bé Linh nở ra một nụ cười đầy ma quái, để lộ ra hàm răng sắc nhọn như loài thú dữ. Trả mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Thanh, Thanh, em làm sao vậy? À mở mắt tỉnh dậy khi cảm nhận được tiếng gọi thân thuộc của chồng. Lúc này nước mắt đã giàn giụa khắp khuôn mặt xinh đẹp của à. Thấy Nam đang quan tâm lo lắng cho mình, à liền lao đến ôm chầm lấy chồng khóc thút thít. Em mơ thấy Linh nó hiện về anh ơi. À toan kể lại nhưng đã kịp nén lại. Suýt nữa thì à đã lộ ra việc chính bản thân là người đã giết đứa con riêng của chồng. Anh Nam nghe vậy ngỡ rằng vợ thương con mình quá nên đâm ra mộng mị, nên vội an ủi. Chắc do em vẫn còn không chấp nhận nổi rằng Linh đã mất nên mới mơ thấy con về thôi. Em đừng lo. Thanh không nói gì cả, bởi vì à cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại mơ thấy nó. Linh đã mất cả tháng nay và trong khoảng thời gian đó cũng chẳng có điều gì xảy ra cả. À cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều nên mới mơ thấy vậy, nên cũng an tâm phần nào. Một lần nữa à lại chìm vào trong giấc ngủ. Thành ngồi trên chiếc sofa thưởng thức món bánh vừa mới được giao hàng đưa đến. Anh Nam vẫn như thường lệ đi làm từ rất sớm. Cả căn nhà to lớn chỉ có à mà thôi. Đang khúc khích cười vì vừa đọc bản tin khá hài hước thì à ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng tí tách ở đâu đó vang lên. Những tiếng tí tách nghe y hệt trong giấc mơ ngày hôm qua khiến cho à cảm thấy rùng mình. Định thần một lúc, à mới khẽ nệ vác cái bụng bầu đi xung quanh để xem xét. À chẳng tin vào ma quỷ. Chết là hết, lấy đâu ra chết rồi còn quay về để báo oán được. Kể cả có đi chăng nữa thì chẳng lẽ ban ngày ban mặt nó lại hiện ra được hay sao? Với những suy nghĩ đó, à tự tin đi khảo sát một vòng. Đến gian bếp thì Thanh tự vỗ đầu mình một cái chán nản. Đầu về óc, quên không khóa vòi rồi. À tiến đến nhanh tay khóa lại cái vòi vẫn còn đang rỉ nước. Bất chợt một con mèo đen từ đâu đó lao vụt qua người à, suýt làm cho Thanh té ngã. Thanh may mắn bám nhanh vào thành tổ đằng sau lưng thì mới có thể thoát nạn. À nhìn con mèo gằn lên chửi bới. Cái con mèo chết tiệt kìa, cút nhanh ra khỏi nhà tao, cái thứ mèo hoang dơ dãy. Vừa chửi, à vừa lấy tay xua xua như muốn đuổi cổ nó đi. Nhưng con mèo dường như chẳng biết sợ người mà cứ ngồi chồm hổm bên trên cửa sổ. Toàn thân nó được bao phủ bởi một màu lông đen tuyền, duy chỉ có ánh mắt là trông vô cùng có hồn. À nhìn vào ánh mắt ấy mà cũng thoáng rùng mình ớn lạnh, bất giác lùi lại ra đằng sau. Nhưng chỉ chốc lát à đã lấy lại được bình tĩnh. Thanh cầm cái chảy ngay bên cạnh toàn vạng cho nó một cái. Nhưng con mèo khôn lắm, nó thấy vậy liền ré lên một tiếng, xù lông nhìn à căm thù rồi phóng vụt đi mất tăm. Thanh bấy giờ mới chợt nhận ra, à tự nhủ với bản thân. Quái lạ, mấy nhà xung quanh đây làm gì nuôi mèo nhỉ? Con mèo lạ hoắc ở đâu vậy không biết? Nghĩ ngợi một lúc, à vội đi đóng tất cả các cánh cửa trong nhà lại để tránh con mèo lạ lại leo vào thêm một lần nữa.
Không may làm đổ bát đĩa trong nhà thì lại khổ. Làm xong tất cả, à trở về với chiếc sofa mềm mại của mình rồi ngủ gục trên đó lúc nào không hay. Dì ơi, dậy thôi dì, dậy nấu cơm cho bố con ăn đi. Ai vậy? Thành đang miên man trong giấc ngủ thì nghe thấy tiếng gọi của một đứa trẻ con vô cùng quen thuộc, nhưng trong nhất thời à chẳng thể nhớ ra. Thành ngó nhìn xung quanh, chẳng có ai cả, nhưng tiếng nói kia vẫn cứ vang vọng khắp cả căn nhà. Dì ơi, dì. Từng tiếng vang lên nghe thật ngọt ngào làm sao, nhưng tất cả khiến cho ả rùng mình hơn là thích thú. Bởi ngay lúc này ả nhận ra giọng nói đó không phải của ai khác mà chính là của con bé Linh. Thành bắt đầu sợ hãi, đưa cặp mắt liếc nhìn xung quanh cố tìm kiếm. Dì tìm con à? À chết đứng người, ngay trước mặt Linh đã đứng ở đó từ bao giờ. Trông nó không khác gì lúc sống, chỉ có điều là gương mặt trông vô cùng xanh xao và nụ cười nhoẻn lên thật quái dị. Mày, sao mày lại ở đây? Mày chết rồi cơ mà. Không thể nào. Thành hoảng loạn không tin vào mắt mình. À sợ hãi giật lùi ra đằng sau, cố giữ cho mình một chút bình tĩnh. Linh nghe vậy, khẽ nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt trong veo nhìn ả khó hiểu. Sao dì lại nói vậy? Con vẫn còn sống mà. Thành lắc đầu nguẩy nguẩy, ả hoảng loạn hét lên. Không thể nào, chính tay tao đã giết mày rồi cơ mà. Đoạn chẳng để con bé trả lời thì ả đã quay ngoắt ra đằng sau toan chạy đi. Nhưng vừa bước được mấy bước thì ả giật mình đứng lại, hai chân run rẩy chỉ trực đổ xuống. Lúc này không phải ở trong gian phòng khách nữa, mà chính là ban công của phòng phơi đồ. Chẳng biết từ lúc nào ả đã lên đây, và trước mặt là khoảng không tăm tối. Chuyện gì thế này? Ả từ từ lùi lại, tay chân quắn lại với nhau run lên đầy sợ hãi. Dì ơi, cứu con. Đột nhiên có một tiếng kêu từ đâu đó vọng lên. À đang đương sợ hãi lại càng thêm kinh hãi tột độ. Đây không phải là giọng của Linh hay sao? Nhưng à nghi hoặc, một người đã chết tại sao lại có thể cầu cứu được chứ? Hay là do à nghe nhầm? Nhưng không, tiếng kêu kia vẫn cứ vang lên và à nhận ra nó phát ra từ ngay dưới ban công của căn phòng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chẳng lẽ Linh vẫn còn sống và những gì ả đã trải qua chỉ là một giấc mơ hay sao? Cuối cùng sự tò mò cũng chiến thắng cơn sợ hãi trong ả. Ả đánh liều tiến lên phía trước, cái bụng bầu to tướng cũng cản trở mấy phần tầm nhìn. Thành đưa mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt trợn trừng khi nhận ra Linh đang bám vào thành lan can lủng lẳng giữa khoảng không. Nó không ngừng kêu lên những lời cầu cứu. Nhìn thấy Thành, Linh như vớ được cọc. Nó cố gắng dùng chút sức lực còn lại bám chặt vào thanh sắt miệng cầu cứu. Dì cứu con với, con sắp không chịu nổi nữa rồi. Thành sau mấy giây hết sợ hãi lại đến kinh ngạc thì lúc này đã trấn tĩnh phần nào. À toan đưa tay với lấy con bé, nhưng mà ngay khi sắp chạm đến, à liền rút tay lại, ánh mắt thâm độc nhìn con bé mà gạt lên từng tiếng. Mày chưa chết sao? Nhưng không việc gì cả. Nếu mày chưa chết, vậy thì tao cho mày chết thêm lần nữa vậy. Nói đoạn, ả nghiến răng ken két, lấy chân ghì lên bàn tay nhỏ bé để tội nghiệp của nó. Còn bé Linh đau quá liền kêu lên thảm thiết. Nhưng lúc này Thành chẳng để ý gì nữa, ả vẫn cứ thế mà ghì lấy ghì để. Chết đi, đồ khốn nạn. Chết đi. Bất chợt Linh cười lên man rợ, mắt đỏ lử nhìn ả oán hận. Rồi bà sẽ phải trả giá. Cứ thế Linh buông tay ra, nó rơi xuống mặt đất y như những gì mà Thanh đã từng thấy. Ả chứng kiến cảnh tượng đó chẳng mấy hoảng sợ mà còn cười lên vô cùng thích thú. Vậy là kết thúc. Ả chắc mẩm là như vậy, rồi quay người ra sau để chuẩn bị diễn kịch cho bản dân thiên hạ xem. Một tiếng hét kinh hoàng vang lên khiến cho những người hàng xóm xung quanh cũng phải giật mình theo. Họ chạy ra đường nhìn lên thì thấy ả đang đứng trên ban công lẩm bẩm một mình.
Lúc này trước mặt Thanh không phải ai khác mà chính là Linh. Nó đứng đó với khuôn mặt nát bấy, tay chân bẻ quạt ra đằng sau trông vô cùng kinh dị. "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, đồ ác quỷ." "Không, không phải gì, không phải gì." Những người hàng xóm đứng ở dưới nhìn những cái biểu hiện kỳ lạ của Thanh trên ban công mà lo lắng không thôi. May mắn là Nam đã về kịp lúc. Anh nhanh chóng mở cửa rồi chạy thẳng lên trên tầng. Trước mặt anh, Thành vẫn đang quỳ trên mặt đất lạy lục van xin. "Thành, em làm sao vậy? Mở mắt ra nhìn anh đi." Nhưng ả vẫn cứ ngồi đó run lên lập cập. Nó đến rồi. Nó muốn giết em." Nam lay vai vợ hỏi. "Ai? Em nói ai cơ?" "Là con Linh. Con Linh, nó muốn giết em." Thành gào lên, nước mắt giàn giụa nhìn chồng với gương mặt thất thần. Anh Nam làm sao có thể tin được những điều mà ả nói. Linh đã mất cả mấy tháng nay, làm sao có thể về dọa nạt được ả? Nếu có về, cũng chỉ là hồn ma mà thôi. Nhưng tại sao lại tìm ả cơ chứ? Nam nghĩ ngợi đủ điều cũng chỉ nghĩ được rằng là do mình gặp ảo giác mà thôi. Nếu cứ để Thanh hoảng loạn như vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến cái thai. Nên anh nhanh chóng dìu vợ đứng dậy. Anh gọi cho một người bạn làm bác sĩ khoa sản đến xem cho vợ. Vị bác sĩ xem xét một lúc lâu rồi trấn an anh. "Vợ mày chỉ là sợ hãi quá độ mà thôi. Từ sau chú ý hơn nhé." Sau ngày hôm đó, anh Nam cố gắng chăm sóc vợ hết sức, nhưng chẳng thể làm vơi đi nỗi sợ hãi trong ả. Lúc nào Thanh cũng tưởng tượng ra hình ảnh của Linh hiện về đòi mạng. Nghe vợ nói, Nam chẳng biết nói gì hơn mà thở dài để ngán ngẩm. Lâu dần anh cũng chẳng còn quan tâm đến những lời nói đó nữa. Cứ như thế Thanh sống trong sự hoảng loạn tột độ. Hôm nay ả lại mơ. Mơ thấy Linh về đứng trước đầu giường nhìn ả cười. Ả chỉ muốn hét lên được giải thoát, nhưng chẳng thể nào có thể nhúc nhích được. Ả đành trơ mắt nhìn Linh bước dần về phía ả. Con bé ngồi ngay cạnh ả, đặt bàn tay lên xoa bụng bầu tròn vo của người dì ghẻ. "Em sắp ra rồi dì ạ. Dì có vui không?" Thành không thể nói được, chỉ biết nước mắt lưng tròng nhìn nó để chăn chối. Lực ấn của bàn tay nhỏ bé mạnh hơn khiến cho ả đau đớn rú lên vài tiếng. Thấy bản thân đã có thể mở miệng, Thành liền gằn giọng với con bé. Mày định làm gì con tao?" Linh bật cười. "Tao sẽ lấy lại cuộc sống của tao. Mày cứ chờ đó đi." Thanh bật dậy, cô la toáng lên khiến cho Nam nằm bên cạnh giật mình thon thót. Ả bám vào người chồng la hét dữ dội. "Còn Linh muốn giết con của chúng ta anh ơi. Anh cứu con mình đi anh." Nam bực mình như không thể chịu được nữa, anh quát lên. "Em im đi. Con chết rồi thì để cho con được yên. Hay là em làm gì sai với con?" Thanh trợn mắt. Chẳng lẽ này nói chính ả đã giết con hay sao? Thấy vợ mãi chẳng trả lời, Nam chán nản bỏ sang phòng bên cạnh. Thanh ngồi đó nước mắt đã giàn giụa cả ra. Ả chỉ biết ôm mặt khóc cho những sai lầm mà mình đã làm. Hơn 2 tuần sau, Thanh đến ngày trở giả. Ả nằm trong phòng đẻ cảm nhận từ cơn đau đớn cắt da cắt thịt. Đột nhiên ả há miệng ngạc nhiên vì đang lơ lửng trên trần nhà chính là Linh. Cô bé nhìn ả nhuận miệng cười rồi cứ thế chui thẳng vào trong bụng ả. Thành toàn lôi nó ra nhưng chẳng thể. "Rặn đi, sắp ra rồi, rặn đi." Thành hét lên một tiếng đau đớn. Cuối cùng ả cũng nghe thấy tiếng khóc của con mình rồi ngất lịm đi. Vốn dĩ siêu âm là con trai nhưng chẳng hiểu tại sao đứa bé sinh ra lại có giới tính nữ. Anh Nam nghe tin cũng thoáng chút buồn. Nhưng con nào cũng là con nên anh đều yêu quý hết cả. Điều kinh ngạc hơn là nhìn đứa trẻ sống với Linh lúc mới sinh y như đúc. Nhiều người họ hàng mê tín còn nói rằng đây chính là con bé chuyển kiếp mà Thành. Thành tuy không biết mặt ngang mũi dọc Linh lúc nhỏ ra sao, nhưng khi vừa chia tay nhận con cũng phải hốt hoảng, suýt đánh rơi cả đứa con ruột của mình. Gương mặt này rất giống với Linh, từ cái mũi đến cái miệng nhỏ xinh không thể lẫn đi đâu được. Chỉ có điều là trên tay của đứa trẻ đã có sẵn một nốt ruồi đỏ trên đó. Thành ngắm đứa bé trên tay,
Bên cạnh là cô y tá đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhìn đứa trẻ càng lâu, A càng thấy ớn lạnh. Đột nhiên đứa trẻ mở mắt, nở ra một nụ cười vô cùng kinh dị. Mẹ, mẹ ơi. Thành là toáng lên, tay hất luôn đứa trẻ xuống. May mắn là cô y tá đã kịp thời đỡ lại. Đứa trẻ đang say giấc bị động thì khóc nấc lên. Nam liền chạy vào. Có chuyện gì vậy? Cô y tá nhìn Thanh bằng ánh mắt khó chịu. Anh xem vợ anh thế nào mà cứ muốn hất con xuống đất như vậy. Nếu tôi không đỡ kịp thì không biết có chuyện gì xảy ra rồi. Nam nhìn sang Thanh, à vẫn đang hoảng loạn gào thét. Nó không phải là con tôi, nó là quỷ. Là quỷ. Sau ngày hôm đó, tâm thần của Thanh không còn ổn định như trước. À đi đâu cũng nói bản thân bị ma ám. Nam vừa chăm sóc con lại vừa chăm sóc người vợ dở khùng dở điên, nên chẳng mấy chốc mà gầy rộp cả đi. Mày giết tao đi, mày giết tao đi. Thanh gào lên. Trước mặt là con bé Linh đang ngồi trên chiếc lan can quen thuộc. Nó tử tốn nhìn à rồi nói. Tôi sẽ không như bà, nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người khác để thỏa mãn cho bản thân. Tôi sẽ khiến cho bà sống không bằng chết. Bà biết chưa? Thành lúc này như hóa giải. À cười lên khủng khục. Mày muốn hành tạ hạ tao à? Đừng mơ, đừng mơ. Mày muốn hành hạ tao à? Đừng mơ, đừng mơ. Nói đoạn, à cứ thế lao mình xuống ban công. Tiếng chạm đất nặng nề vang lên. Người dân lại một lần nữa chấn động bởi cái chết của à tại chính nơi mà Linh đã bỏ mạng. Nam đã chẳng thể nói lên lời, nước mắt dường như cũng đã cạn. Chưa đầy một năm mà căn nhà đã treo tang tận hai lần. Bây giờ nguồn sống duy nhất của anh chính là đứa trẻ trên tay. Anh nhìn nó, ánh mắt trìu mến. Linh trong hình hài của đứa trẻ nhìn người đàn ông trước mặt mà thầm nói. Bố ơi, con về rồi. Linh bắt đầu một cuộc sống mới, quên hết những ký ức của kiếp trước. Cái chết của cô bé tuy chưa được làm sáng tỏ, nhưng đó cũng đã là một điều hạnh phúc khi được trở về với vòng tay yêu thương của gia đình. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một tác phẩm mới của tác giả Mây Hà. Và bây giờ Duy Thuận mời quý vị cùng đón nghe tiếp một câu chuyện nữa của tác giả Thuận Thiên mang tên Hồn Ma Người Gì. Mùa hè năm nay, sau bao nhiêu suy tính đắn đo, cuối cùng Đại vẫn phải quyết định đặt vé máy bay về nước, dù hộ chiếu lao động còn đến hơn một năm nữa mới đến thời điểm gia hạn. Đại về lần này là có công việc, một công việc quan trọng mà Đại phải đứng ra gánh trọng trách. Cô em gái của Đại tên là Loan, đầu tuần trước gọi điện báo cho anh Giai một tin là cô sắp cưới chồng. Khi nghe được tin này, Đại vừa mừng lại vừa lo. Lo vì trách nhiệm lần này của mình lớn quá, là người đại diện duy nhất, nhưng cũng mừng vì em gái mình đã tìm được hạnh phúc riêng. Bố mẹ Đại mất sớm, ngay từ khi hai anh em còn nhỏ. Cuộc sống lúc ấy tưởng chừng như đưa anh em Đại vào những ngày cuối của cuộc đời. Nhưng không ngờ rằng, bằng tinh thần tự lực vượt khó, anh em vẫn yêu thương đùm bọc nhau cho đến tận bây giờ. Cách đây hơn 2 năm về trước, Đại quyết định học tiếng rồi đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Khi đưa ra quyết định này, Đạt chỉ có trong tay một chút tiền của mấy năm làm thuê tích cóp được, còn lại phải nhờ vào sự giúp sức của ông chú tên Minh, người thân duy nhất của anh em Đại. Lúc Đại nói về ý định của mình, ông Minh hồ hởi tán thành ngay. Ông nói: Gì chứ, chuyện đó thì chú ủng hộ hai tay hai chân luôn. Ở cái xứ này có làm mạt kiếp thì cũng may ra đủ ăn thôi cháu ạ. Muốn tạo bước tiến lớn thì chỉ có con đường xuất khẩu lao động thôi. Bản thân ông Minh, để có được cơ gia vững vàng như bây giờ, ông cũng đã trải qua những năm tháng bươn chải, vật lộn ở ngoại quốc. Bây giờ tầm nhìn của ông đối với những người có ý định xuất ngoại là vô cùng lạc quan. Rồi như sở Đại đang phân vân về quyết định đó, ông nói thêm: Cứ quyết vậy đi cháu, tiền nong thiếu bao nhiêu chú cho mượn. Quả đó cố gắng làm, bao giờ có đủ thì gửi về trả cho chú cũng được. Đại vui lắm, đang buồn ngủ thì gặp Chiếu Manh.
Cậu cảm ơn ông Minh rối rít. Bao nhiêu đêm trằn trọc suy nghĩ, Đại vẫn còn một nỗi băn khoăn nữa. Đó chính là cô em gái của mình. Mang tiếng nó đã lớn, nhưng đã bao giờ rời xa vòng tay của anh trai đâu. Bây giờ nếu không có mình, thì cô liệu có ổn không? Đại lại đem ý nghĩ đó giải bày với ông Minh. Ông chưa kịp góp ý thì bà Thu, vợ ông đã lên tiếng trước. Cái đó cháu khỏi lo, không chi thì cũng là người nhà cả. Một giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Không nhẽ chú với dì ở đây mà để con bé phải chịu khổ hay sao? Nhìn thấy cháu có tinh thần phấn đấu như vậy thì chú dì cũng mừng. Đừng lo về con bé Loan, nó cũng 18 đôi mươi rồi chứ ít ỏi gì nữa. Dì sẽ kiếm công ăn việc làm cho nó. Mà nếu cháu mà còn chưa an tâm nữa thì dì sẽ cho nó ở lại đây với chú dì luôn. Ngày ngày phụ giúp công việc với dì, dì vẫn trả lương đầy đủ, không phải lo. Đại vui mừng nói, thưa dì lo cho con bé Loan như vậy thì cháu cũng an tâm lắm rồi ạ. Vậy chăm sự nhờ cả vào chú dì. Anh em cháu mồ côi từ nhỏ, họ hàng thân thích bây giờ cũng còn có mỗi chú và dì thôi đấy ạ. Ơn này mãn kiếp cháu không bao giờ quên được ạ. Ông Minh nói xong kể cả, ơn với huệ dì cháu, người dưng còn phải giúp nhau những lúc khó khăn hoạn nạn nữa là, huống hồ cũng máu trên nhỏ máu dưới cả. Thôi, cứ chú tâm mà làm ăn đi, đừng có bận lòng gì chuyện ở nhà cả, nhá. Những câu động viên an ủi ấy cũng đã làm tăng thêm bội phần sức mạnh cho Đại vững bước lên đường. Ngày Đại đi, tiến cậu lên máy bay chỉ có 3 người là vợ chồng ông Minh, bà Thu và cô em gái tên Loan của mình. Nhìn những người chung quanh, người nhà đi tiến hàng hàng lớp lớp, Đại không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Cậu ôm lấy em gái rồi hai anh em òa lên khóc nức nở. Bà Thu phải lại vỗ về mãi, Loan mới chịu nín và buông tay ra cho Đại lên máy bay vì Loa đã nổi thông báo rồi. Anh trai đi rồi, Loan trở về với gia đình ông Minh và bà Thu. Hàng ngày, Loan lo phụ giúp cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Đến mãi hơn một năm sau, bà Thu gọi Loan lại và nói, cháu à, năm nay cháu cũng ngót nghét đôi mươi rồi. Nói thật lòng thì cháu ở đây với chú dì cả đời cũng được. Kể cả cháu không làm gì cả, dì với chú vẫn sẽ nuôi cho cháu đến khi nào anh cháu về nước thì thôi. Loan lễ phép, dạ vâng, cháu biết ạ. Bà Thu tiếp lời, nhưng mà thế này, suy cho cùng thì nếu cứ gò ép cháu thì cũng không phải là cách tốt. Vì sớm hay muộn thì cháu cũng phải ra đời, phải đương đầu với khó khăn thử thách của xã hội. Chỉ bằng dì nói thế này, bây giờ cháu có quyền lựa chọn. Một là cháu vẫn ở lại đây phụ giúp công việc với chú dì, hai nữa là cháu tự chọn cho cháu một công việc khác mà cháu cảm thấy yêu thích và thoải mái hơn. Loan đang ngẩn ngừ chưa biết trả lời thế nào cho phải thì ông Minh xen vào, bà hay thật đấy, đang yên đang lành sau này nói chuyện cu sang cỏ, linh tinh lang tang thế cơ chứ. Mình đã hứa với thằng Đại rồi cơ mà. Bà Thu mỉm cười, bà ôn tồn giải thích, ông đừng hiểu nhầm tôi, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là đang tập quen cho con bé, để sau này lỡ như có chuyện gì thì khỏi bỡ ngỡ. Ông đừng lo, không sao hết. Chuyện này tôi cũng đã nói với thằng Đại rồi. Loan nhìn ông Minh, rồi hồi sau mới đáp lại bằng giọng không mấy thiện cảm, vâng, nếu gì đã không cho cháu ở lại nữa thì cháu đi, cháu cũng có thể tự lo cho mình được. Cảm ơn dì suốt một năm qua đã cưu mang cháu. Thôi, chào dì vậy. Dứt câu, Loan bực bội bỏ đi. Ông Minh nhìn theo Loan rồi quay lại nhăn mặt gắt vợ, bà, thật trắng ra làm sao cả, đang êm xuôi thì lại nói vớ va vớ vẩn, đúng là ngứa mồm mà. Nói xong, ông Minh cũng đứng dậy bỏ đi. Bà Thu đờ đẫn ngồi nhìn theo bóng dáng người chồng cạn nghĩ. Bà cũng uất ức lắm, không ngờ rằng ý tốt của mình lại bị hiểu nhầm một cách tai hại đến như vậy. Thầm tâm thì bà không bao giờ có ý là viện lý do để đuổi bé Loan ra khỏi nhà. Ngược lại, bà còn mong muốn cho nó có cuộc sống tốt, một cuộc sống tự lập để sau này ổn định hơn. Suốt một thời gian dài, ông Minh không nói chuyện với bà Thu. Rồi đến một ngày cách đó khoảng hơn một tháng về sau, bỗng nhiên vào một buổi chiều, khi bà Thu đang nấu ăn trong bếp thì nghe có tiếng trò chuyện ở nhà ngoài. Bà đặt mấy ngọn rau muống đang nhặt dở vào rổ rồi bước ra.
bà cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Loan đang ngồi nói chuyện với ông Minh ở bàn uống nước. Loan đưa mắt liếc nhìn bà rồi gượng ép chào một câu. Dạ, chào gì? Ông Minh thì nhìn theo hướng của Loan, thấy vợ, ông vẫy tay gọi lại. Bà vào đây xem nào, tôi có chuyện này muốn nói với bà đây. Bà Thu nhẹ nhàng bước lại, bà ngồi xuống bên cạnh Loan rồi ân cần hỏi. Thế hơn một tháng qua cháu đi đâu? Sao dì gọi mãi mà cháu không có bắt máy? Cháu vẫn giận dì về chuyện hôm trước à? Loan lắc đầu nói trống không. Có gì mà cháu giận chứ? Dì đừng nghĩ xấu cho cháu như vậy. Ông Minh chen vào bảo. Đấy, bà tính xem. Ai đợi con bé nó rời nhà mình, tưởng nó đi đâu? Ai dè nó đi làm giúp việc? Mà nếu như làm lau dọn nhà cửa hay giặt giũ các kiểu thì còn được. Đằng này, nó lại đi dọn dẹp giường chiếu phục vụ ăn uống giặt giũ cho cái ông dì bị liệt, nằm tại chỗ. Ôi giời, tôi tìm mãi mới biết được chỗ cháu nó làm. Tôi vào một lát mà cái mùi hôi thối không chịu được. Vậy mà cái Loan nó vẫn làm cả tháng này đấy bà. Tội nghiệp thế chứ lì. Loan nghe ông mình kể đến đây, cô cũng xịu mặt xuống để phụ họa cho câu chuyện. Bà Thu quay sang hỏi. Thật thế hả cháu? Cơ mà cháu làm ở đó thì lương lậu một tháng người ta trả cho cháu được bao nhiêu? Loan chuẩn bị nói thì ông Minh cướp lời trước. Ôi dào, đáng là bao đâu. Họ thấy con bé ngây thơ hiền lành nên bắt chẹt. Tôi hỏi rồi, chẳng đáng là bao cả. Thế mới khổ chứ. Bà Thu tỏ ý không hài lòng với chồng, bà bảo. Thì ông cứ để cháu nó nói xem nào. Ông cứ làm như ông nắm rõ mọi chuyện lắm không bằng. Ông Minh phân trần. Rõ quá đi chứ sao lại không. Tôi đích mục sở thị luôn mà lại. Chính vì vậy nên tôi mới dẫn nó về lại đây. Ở như vậy thì ở làm sao được cơ chứ. Bà Thu hơi chạnh lòng. Mặc dầu cái Loan là cháu, nhưng cũng chỉ là đứa cháu họ. Sao mình có thể tỏ ra quan tâm, lo lắng thái quá đến như thế. Bản thân mình đây, làm vợ ông suốt hơn 20 năm qua, chưa một lần ông âu yếm hỏi han quan tâm mình lấy một câu. Bây giờ điều kiện kinh tế gia đình tạm ổn thì không nói làm gì. Nhưng trước đây khi lúc còn khó khăn, ông Minh phải rời quê đi xuất ngoại làm kinh tế. Một mình bà ở nhà lo toan đủ thứ chuyện. Một nách ba đứa con nhỏ, chăm dâu đổ đầu tằm như thế mà chẳng bao giờ được nửa lời tâm lý từ chồng. Thậm chí ông Minh còn đi trước đón đầu. Nhiều khi ông nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mình phải nhìn vào điều kiện thực tế của mình mà sống. Em không có được học theo cái lối sống của những nhà có điều kiện đâu đấy. Họ khác, mình khác. Anh là anh chúa ghét cái tính phân bì so sánh. Một điều nhịn là chín điều lành. Bà Thu cũng không hé răng tranh luận nửa nhời. Bà cũng nghĩ chồng mình vất vả đi làm cũng chỉ để lo cho cái nhà này. Còn nói vài câu khó nghe một chút cũng chẳng sao cả. Bản thân mình là người phụ nữ, phải nhẫn nhịn, lo vun vén cho hạnh phúc gia đình, xứng đáng với vai trò người giữ lửa. Suốt một năm Loan ở đây, đã không ít lần bà xa gần bóng gió nói về chuyện này. Nhưng cứ hễ bà có ý đả động đến chuyện đó, thì ông Minh lại gắt ngược lại bà. Ông chỉ chết. Bà đến là hay. Bà ghen đấy à? Ăn nói gì lạ lùng thế? Bà cứ nhìn điều kiện hoàn cảnh của anh em nó xem. Đến người ngoài khắc máu tanh lòng còn giang tay ra giúp đỡ. Huống gì mình là chú, là gì nó? Tôi quan tâm săn sóc nó một chút cũng là lẽ thường tình mà. Bà cứ nói năng thiếu suy nghĩ như vậy, thiên hạ nghe thấy người ta cười cho thối mũi ra đấy. Vớ vẩn. Trước thái độ gay gắt ấy của chồng, bà Thu chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Đến hôm nay, đã hơn một tháng Loan rời khỏi ngôi nhà này. Hôm nay cô trở lại thì ông Minh lại tỏ ra quan tâm, để ý hơn gấp nhiều lần. Bà Thu đang trầm tư suy nghĩ thì ông Minh đưa ra quyết định. Tôi tính rồi, đã thương thì thương cho chót. Mình cứ để con Loan nó ở lại đây với vợ chồng mình. Rồi khi nào nó kiếm được công việc nó yêu thích thoải mái thì mình sẽ để cho cháu nó tự do đi làm. Trước mặt Loan, ông Minh nói như vậy khác nào ông đang kể tội bà với Loan. Bà Thu vội vàng giải thích. Hay, tôi đã nói cả trăm lần rồi sao ông không chịu hiểu ý của tôi nhỉ? Con Loan nó ở đây cả đời cũng được, tôi không có ý đuổi nó đi. Tôi cũng chỉ là sợ nó gò bó tù túng,
muốn nó tự do kiếm việc mà nó thích. Vì không gì thì cháu nó cũng đến tuổi được tự do rồi. Sao ông lại bảo đã thương thì thương cho chót là thế nào? Ông cứ làm như tôi tìm cách để đuổi nó đi không bằng. Chàng giải thích ấy của bà Thu cuối cùng cũng chỉ nhận được cái xua tay của ông Minh mà thôi. Ông nói, thôi thôi thôi, được rồi, vậy là coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé. Quyết định con bé Loan từ hôm nay lại ở lại đây nhé. Chẳng để cho vợ nói thêm câu gì, ông Minh nhìn Loan rồi giục, cháu vào đi tắm rửa đi, rồi chuẩn bị cơm nước. Thích ăn uống cái gì thì cứ bảo với dì với chú, dạo này cháu gầy lắm rồi đấy. Loan lờ lờ đứng lên đi vụt vào nhà tắm, không nói lấy nửa câu. Bà Thu nhìn theo, bà tỏ ý không hài lòng cho lắm. Loan đi rồi, bà nhỏ nhẹ với ông Minh, sao tôi thấy con Loan có vẻ như nó không hài lòng chuyện gì đó ông ạ? Hay là nó đang hiểu nhầm tôi về việc hôm trước tôi nói? Hay là nó đang làm ở đấy mà ông đến bắt nó về? Nó không ưng ý hả ông? Ông Minh quắc mắt nhìn vợ, từ bao giờ mà bà trở nên đa nghi lắm chuyện như thế hả? Suy nghĩ lung tung, thật là đến phiền phức. Nói xong, ông Minh rời chỗ rồi đi về phòng ngủ. Sáng sớm hôm nay, sau bao nhiêu lần gặp gỡ nói chuyện trực tiếp cũng như những cuộc trò chuyện qua điện thoại, thì ông đã dẫn được Loan về. Câu chuyện mà ông kể với bà Thu hồi nãy chỉ là câu chuyện ông tự bịa ra mà thôi. Loan đâu có đi làm giúp việc, đâu có phục vụ trong giả bại liệt nào đâu. Đó chỉ là màn kịch ông Minh nghĩ ra để dụ lòng thương của vợ mình mà thôi. Từ khi trở về từ nhà của ông Minh, Loan sống bằng tiền mà ông Minh cấp. Cô chẳng làm gì cả, suốt ngày nằm chán rồi dậy ăn, ăn xong rồi lại nằm. Nhà cửa bẩn cũng không thèm dọn, đến cái gối màu trắng đã chuyển sang màu chóng lòng cũng lười biếng chẳng thèm giặt giũ gì cả. Loan gọi điện cho Đại để báo cáo tội của bà Thu cho anh trai nghe. Sau khi nghe em gái giải bày mọi chuyện, Đại nói, chuyện đó anh có biết, dì cũng có gọi điện bàn với anh rồi. Mà anh thấy dì nói cũng có phần đúng mà em. Còn nếu như em không thích thì em cũng nói với dì một tiếng. Dù sao thì anh em mình cũng phải chịu ơn của chú dì nhiều lắm đấy em ạ. Loan bực bội vì anh trai không nghe mình mà lại đi bênh vực bà Thu. Cô gắt lên trong điện thoại, anh nói thế mà nghe được à? Anh có biết em chịu đựng như thế nào không chứ? Bà ta chỉ nói mồm vậy thôi, chứ tâm địa bà ta thế nào anh không biết được đâu. Giả tạo đấy. Đại không hề lớn tiếng với em gái. Tình thương của cậu dành cho Loan nó nhiều lắm. Trong mắt Đại, lúc nào Loan cũng là một cô bé lên ba. Cậu nhẹ nhàng phân tích, thôi mà em, dì Thu đời nào lại như thế? Anh còn lạ gì tính của dì nữa chứ? Em đừng có hiểu nhầm gì nhá. Loan hỗn láo cắt máy ngang rồi còn điên tiết quăng mạnh cái điện thoại vào vách tường, làm cái điện thoại nứt luôn cái màn hình. Cô đang bức xúc vì câu chuyện mà mình vừa bịa đặt ra, anh trai mình lại không tin. Đến hôm nay, sau hơn một tháng trở lại đây, lòng Loan vẫn còn chưa hết bực bội. Cô tắm rửa xong, bước ra chỗ bếp thì thấy bà Thu đã tiếp tục với công việc bếp núc của mình. Bà đon đả hỏi, ngay khi Loan vừa ra khỏi cửa phòng tắm, cháu có ăn canh xương hầm với bí đao không? Nếu mà ăn thì dì rã đông. Sáng nay dì mua, không biết cháu tới nên dì cho vào ngăn đá tủ lạnh mất rồi. Dì tính đến chiều mới nấu, trưa nay ăn ngọn rau muống xào với thịt bò rồi. Nếu cháu mà ăn thì dì hầm. Loan vừa đưa cái khăn tay lên lau tóc, vừa gượng ép trả lời, không cần đâu dì, ăn uống cái gì mà chẳng được, vẽ vời tốn kém. Bà Thu khựng lại, bà không ngờ Loan dám nói với mình những câu như vậy. Bà khéo léo bảo, Loan này, cháu không còn để bụng gì về chuyện hôm trước dì nói đấy chứ. Để hôm nào có thời gian rảnh rỗi, dì sẽ phân tích cho cháu hiểu. Giọng Loan càng khó chịu hơn nữa. Thôi dì ơi, cháu không dư sức để ý chuyện linh tinh đâu. Dì đừng có độc đoán như thế. Bà Thu lại tiếp tục hỏi như truy vấn. Thế vừa rồi làm một tháng ở chỗ đó có vất vả lắm không hả cháu? Loan dừng tay, bắt ngược mái tóc ra đằng sau rồi nói. Dì lấy cùng cháu đấy ạ? Cháu hơi mệt, xin lỗi dì, cháu xin phép đi nghỉ một lát đây. Nói xong, Loan thong dong bước lên cầu thang để về lại căn phòng ngủ rộng rãi mà hơn một tháng trước cô đã rời nó đi,
Bà Thu chố mắt nhìn theo. Bà không biết bây giờ mình là chủ cái nhà này hay là một người giúp việc nữa. Bữa cơm chiều hôm đó gọi đến mấy lần mà Loan vẫn không chịu ra khỏi phòng. Cô cứ nằm lì trong đó, bảo là mệt không muốn ăn. Ông Minh lại quay ra gắt vợ. Bà lại nói chuyện trên trời dưới biển gì rồi phải không? Tôi đã bảo bà rồi, hiện tại con bé nó đang còn yếu tâm lý. Bà phải động viên cho cháu nó một chút chứ. Cùng là phụ nữ mà sao bà không có hiểu biết cái gì vậy hả? Bà Thu khổ sở phân tích. Tôi có nói cái gì đâu ông. Thấy nó cứ mặt nặng mày nhẹ với tôi rồi kêu mệt. Đi vào phòng nằm đấy chứ. Ấy là tôi còn chưa nói về việc tôi không làm gì cả. Mà nó ăn nói với tôi. Rất là hỗn láo. Tôi không ưng lắm đâu đấy. Ông Minh quát. Bà im ngay đi. Sống phải có tình người một chút đi. Bà thấy con bé như thế bà vui lắm hả? Bà phải để thiên hạ họ phỉ nhổ vào mặt về cái tội thiếu tình người. Thì bà mới sáng mắt ra. Thôi, không cơm không nước gì hết. Bà ăn thì ăn một mình đi, cho sướng cái thân. Tôi cũng không muốn ăn nữa. Ông Minh gắt gỏng vợ xong, ông bỏ đi ra ngoài. Bà Thu chưng hửng nhìn theo bóng chồng. Rồi một lát sau, nước mắt tự dưng ứa ra. Bà tủi thân, ngồi khóc bên mâm cơm vẫn còn úp lồng bàn cẩn thận. Ông Minh đi mãi đến chiều thì mới về nhà. Thấy vợ vẫn còn ngồi bên cạnh mâm cơm, ông cũng không thèm hỏi xem vợ mình đã ăn chưa. Ông lại hỏi chuyện về Loan. Thế còn Loan nó vẫn chưa xuống ăn cơm à? Bà Thu mặt lạnh như tiền. Bà không nhìn về phía chồng, ánh mắt bà hướng về cửa sổ, nhìn xa xăm bà đáp. Nó đi rồi, vừa đi đấy. Ông Minh sững người, ông lao về phía vợ, túm lấy cổ áo bà Thu dồn dập hỏi. Cái gì? Con bé nó đi đâu? Tại sao bà để cho nó đi hả? Hay là bà lại nói gì với nó rồi để nó phận ý nó bỏ đi đúng không? Sao bà ác thế hả? Bà Thu khuôn mặt vẫn lạnh băng, bà ngước lên nhìn chồng rồi nói. Tôi không có nói gì hết, tự nhiên thấy nó xách đồ xuống rồi bỏ đi. Tôi hỏi nó còn không thèm hé răng ra đáp nửa lời kia kìa. Nói đến đây, bà cũng không kiềm chế được nữa, đưa tay lên giật tay ông Minh ra khỏi cổ áo mình. Bà đanh giọng lại nói. Nó đã không muốn ở, thì ông tìm về cũng mất công thôi. Ông đừng mang nó về đây rồi cái gì cũng đổ hết lên đầu tôi như thế. Tôi chịu đựng như vậy cũng đủ lắm rồi đấy. Ông hiểu chưa? Ông Minh hơi e dè trước thái độ đó của vợ. Ông vẫn gượng gạo hỏi thêm một câu. Thế nhưng mà nó đi đâu chứ? Có người đến đón là một cậu thanh niên. Có khi là người yêu của con bé nó đấy. Tôi chỉ đoán thế thôi. Ông muốn biết rõ thì đi tìm nó mà hỏi. Đừng có hỏi tôi nữa. Tôi không biết gì đâu. Ông rõ chưa? Bà nói dứt câu, một mạch bỏ đi ra ngoài. Ông mình đứng đó, miệng vẫn lẩm nhẩm. Cậu thanh niên à? Người yêu sao? Làm sao có thể như thế được chứ? Ông vẫn cho rằng vợ mình biện đặt ra chuyện này. Làm gì có chuyện đó chứ? Suy nghĩ của ông vẫn đinh ninh là do bà Thu đã nặng lời hoặc chỉ trích điều gì đó, làm con bé không chịu được nên mới bỏ đi. Nhưng bà Thu có nói sai đâu. Hơn một tiếng đồng hồ trước, có một cậu thanh niên đứng chờ ở đầu ngõ, và một lát sau thì Loan xách đồ đạc xuống và đi. Bà Thu có hỏi mấy câu, nhưng Loan không hề trả lời lại. Chiều muộn hôm đó, ông mình gọi cháy cả điện thoại mà Loan không bắt máy. Nóng ruột quá, ông đã đến nhà của Loan để tìm, nhưng cũng hoàn toàn không thấy. Loan đang hú hí với cậu người yêu trong một nhà nghỉ. Đây là cậu người yêu mà Loan mới quen trên mạng. Hôm nay mới là ngày đầu tiên gặp mặt thôi, nhưng Loan đã đồng ý cho cậu ta ăn trái cấm. Mặc dầu đang nằm trong vòng tay của cậu thanh niên kia, nhưng Loan vẫn gọi điện thoại cho Đại và nói. Anh ơi, dì Thu lại đuổi em ra khỏi nhà rồi. Bây giờ em đang chán nản lắm. Em muốn chết quách đi cho xong. Sao số em lại hẩm hiu như thế này cơ chứ? Đại vô cùng bàng hoàng. Cậu nói mấy câu vấn an em gái rồi cúp máy và rưng rưng nước mắt. Bây giờ Đại mới đặt lại vấn đề. Chẳng lẽ em gái mình nói thật sao? Dì Thu quả thực là người như vậy sao? Trong lúc bức xúc, Đại bấm máy gọi điện cho bà Thu. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Đại bắt đầu chút bỏ sự giận dữ. Dì à, tôi không ngờ dì là con người cháo trở như thế đấy.
Khi tôi có ý định đi thì dì nói ngon nói ngọt bảo là giao con bé Loan cho dì, dì sẽ chăm sóc nó như con đẻ. Tôi cũng tin lời vì cho rằng dì là con người biết trước biết sau. Đã bao lần con Loan nó gọi điện nói với tôi nhưng mà tôi không có tin. Tôi vẫn tin tưởng dì là con người tốt. Đến hôm nay, nó vừa khóc, nó vừa bảo rằng dì lại đuổi nó đi nữa. Dù rằng nó mới quay lại vào buổi sáng nay sau hơn một tháng đi hầu hạ, phục dịch bưng bô, rửa đít cho một ông lão bị liệt. Dì không thương nó thì thôi, cứ nói thẳng ra ngay từ đầu đi. Sao dì giả tạo kinh thế? Thật là ghê tởm. Dứt câu, Đại hở hứng buông phôn. Bà Thu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Bà không tin vào tai mình nữa. Vừa lúc này ông Minh đi tìm Loan không thấy nên bực mình trở về. Bà Thu đem chuyện này kể cho chồng nghe, mong chồng hiểu và chia sẻ với mình. Ai ngờ bị ông Minh chửi cho một trận như tát nước vào mặt. Đó, bà sướng chưa? Sướng chưa hả? Chuyến này thì chỉ có nước đổn thổ mà chết thôi. Sống làm gì cho nhục nhã với thiên hạ cơ chứ. Loan gọi điện cho anh trai xong, ả nhếch mép cười tinh quái rồi quay mặt vào ngực cậu người yêu nằm thiếp đi. Đến tận sáng sớm hôm sau, khi ả tỉnh dậy thì thấy chàng trai bên cạnh đã đi đâu mất rồi. Ả nhìn chung quanh thì thấy trên chiếc bàn kê ở đầu giường có một mảnh giấy nhỏ, nằm đè lên mấy tờ tiền polymer mệnh giá 500.000, trên đó ghi mấy dòng chữ: Cảm ơn cô em, đây là tiền công phục vụ. Xin chào, hẹn gặp lại cô em nhé. Loan cầm tiền cho vào túi, khẽ cười khẩy một cái rồi nói một mình: Xem ra mày cũng thông minh đấy, cửa đâu mà đòi làm người yêu của chị chứ. Loan bấm điện thoại lên xem giờ thì thấy có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ từ số máy của ông Minh. Loan ấn số gọi lại, đầu dây bên kia ông Minh nghe máy, hai người trò chuyện với nhau khá lâu. Không hiểu chuyện gì, chỉ biết là cuối cùng Loan chốt một câu nhẹ nhàng: Dạ, ok. Ả ra khỏi nhà nghỉ và trở về nhà của mình. Ngày hôm đó có lẽ vì mệt mỏi vì phục vụ cậu thanh niên kia mà hôm nay ả ngủ li bì cả ngày. Đến chiều muộn mới lết sẩy kiếm chút gì đó ăn rồi lại về ngủ tiếp cho đến sáng sớm ngày hôm sau, nghe chuông điện thoại mới giật mình tỉnh giấc. Người gọi đến là Đại. Loan ấn phím nghe rồi nhẹ nhàng bảo: Alo, em nghe này anh. Đại nói bằng giọng hơi gấp gáp: Em ơi, dì Thu chết rồi à? Em đã biết chưa? Loan sửng sốt hỏi lại: Anh bảo sao cơ? Dì Thu chết rồi sao? Ai nói mà anh biết nhanh thế? Đại đáp: Thì chúng mình mới vừa gọi báo cho anh này, bảo là dì bị cảm đêm, không ai biết. Sáng nay chú gọi thì thấy dì chết từ khi nào rồi. Em xem sao, sang đó một lát nhé. Rồi như sợ em gái mình đang còn phân vân vì chuyện kia nên Đại khuyên can: Dù sao thì dì cũng mất rồi, nghĩa tử là nghĩa tận, em đừng để bụng chuyện đã qua nữa nhé. Anh không về được, em thắp cho dì một nén nhang dùng anh với em nhé. Loan nói bằng giọng lễ phép: Dạ vâng, em biết rồi ạ. Anh không phải lo đâu ạ. Em sẽ sang ngay đây ạ. Khi Loan sang đến nơi thì nhà bà Thu đã chật ních người, tất cả đang chuẩn bị cho công tác hậu sự của bà. Loan bước đến bên ông Minh rồi nói: Cháu vừa hay tin ạ, xin chia buồn với gia đình chú. Ông Minh nhìn Loan rồi khẽ gật đầu: Chú cảm ơn cháu nhé. Đám tang bà Thu được lo liệu khá chu tất. Sau tất cả các nghi lễ, linh cữu của bà Thu được mang đi hỏa táng và cho cốt được mang về an vị trong khu lăng mộ của gia đình. Sau đám tang của bà Thu, ông Minh trở về sống khép kín hơn, ngày ngày nhang khói cho bà vợ quá cố của mình. Hôm nay sau bữa cơm chiều, ông lấy máy ra gọi điện cho Loan. Ông đợi mãi một lúc thì đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Không đợi Loan alo, ông nói ngay: Em đang ở đâu đấy? Qua đây với anh một lát đi. Anh nhớ em lắm rồi. Loan lưỡng lự một lúc rồi nói: Vâng, vậy đợi em một lát, em qua ngay. Lúc này, Loan vẫn đang nằm bên cạnh một người yêu mà ả mới quen được hai hôm nay. Loan đã quyết định sẽ kiếm tiền bằng việc dụ dỗ trai
Cứ sau mỗi lần đụng độ xác thịt như vậy, ả sẽ được đối phương trả cho một khoản tiền và sau đó sẽ coi như hai người xa lạ. Ả và lão Minh đã quan hệ bất chính với nhau từ khi Đại mới rời Việt Nam sang Đài và dọn đến nhà lão Minh ở. Hành động mèo mả gà đồng của chúng bà Thu không tưởng tượng được nên cũng chỉ nhìn nhận ở mức hoài nghi mà thôi. Cái chết của bà Thu dĩ nhiên không phải do bị cảm như lời lão Minh nói với Đại, mà là chính lão đã xuống tay giết chết vợ mình để có thể thoải mái đưa Loan về căn nhà thanh thang, khoảng khoát của mình để gian díu. Trước khi ra tay, lão đã thông báo chuyện này cho Loan biết. À không có phản ứng gì cả. Có người nhổ đi cái gai trong mắt thay mình thì ả cũng nhiệt liệt ủng hộ. Đêm đó sau bữa cơm, lão mình bê đến cho bà Thu một chén thuốc bắc mà chiều hôm nay lão đích thân vào bếp sắc. Lão nói: "Bà ơi, mấy hôm nay tôi thấy bà xanh xao vàng vọt quá. Suốt thời gian vừa qua tôi đã có những chuyện không phải với bà. Thôi thì bà bỏ qua cho tôi. Tôi nóng tính quá thành ra nhiều lúc cũng ăn nói bốc đồng. Bà đừng suy nghĩ nữa, mà uống chén thuốc này đi. Tôi đích thân sắc cho bà đấy. Coi như bà bỏ qua cho tôi nhé." Bà Thu chưa tin đó là sự thật. Bà ngơ ngác nhìn ông Minh một hồi lâu. Khuôn mặt giả tạo của lão đã đánh lừa được người vợ tội nghiệp. Bà Thu xúc động đón lấy chén thuốc rồi uống trong niềm vui hạnh phúc. Vì kể từ khi cưới nhau đến bây giờ, lần đầu tiên được chồng quan tâm, chăm sóc. Bà đâu có biết rằng đó là chén thuốc định mệnh, là chén thuốc đưa bà về chầu Diêm Vương. Lão mình đã cho một lượng lớn thuốc diệt chuột vào trong đó. Chỉ đợi một lát nữa thôi, người vợ đang ngồi trước mặt lão đây sẽ là người thiên cổ. Quả nhiên, chỉ một khoảng ngắn sau đó, bà Thu bỗng nhiên thấy người lảo đảo, bụng dạ trộn trực, mắt mũi hoa đi, không nhìn thấy gì nữa. Bà đổ vật xuống ghế, cua cánh tay về phía chồng cầu cứu. Lão Minh cũng giả vờ tiến lại nói mấy câu thủ tục. Bà ơi, bà làm sao thế? Đừng làm tôi sợ mà. Bà ơi. Bà Thu đã ngừng giãy giụa, miệng chảo máu xen lẫn với thức ăn còn sót lại trong dạ dày. Phát hiện thấy vợ mình không còn thở nữa, lão lau rửa sạch sẽ mọi dấu vết rồi bế vợ lên giường, phủ tấm chăn mỏng ngang ngực như bà đang ngủ bình thường. Suốt đêm đó lão ngủ chung với vợ cho đến sáng hôm sau thì la làng lên và gọi điện đi khắp nơi báo rằng vợ mình đã chết do bị cảm. Lão thật sự đã tính toán quá kỹ lưỡng để tội ác của mình trời không biết, quỷ không hay. Lão gọi điện thoại một lát sau thì Loan có mặt. Từ đây trở đi thì thoải mái tự do rồi, tha hồ đú đờn thác loạn mà không phải xét nét ai nữa. Dạo Loan mới đến đây, lão thường phải tranh thủ lúc bà Thu đi chợ hoặc cặm cụi nấu nướng trong bếp là lão mò ngay lên phòng Loan để thực hiện chớp nhoáng. Bây giờ thì vô tư rồi, rào cản duy nhất đang ngồi trên bàn thờ kia rồi, chẳng còn vướng mắc gì cả. Tính toán là tính toán vậy thôi, chứ lão mình và ả Loan không ngờ được rằng còn một rào cản lớn hơn cả bà Thu nữa, đó chính là bà con chòm xóm chung quanh. Họ không khỏi nghi ngờ về sự mờ ám trong mối quan hệ này. Khối lần lão mình nghe được họ nói với nhau rằng: "Ôi dào, ai vào đó mà biết họ làm gì, cứ nhìn cái thái độ là tôi đoán ra ngay." Mấy bà khác cũng ngứa mồm xen vào: "Mỡ trèo miệng mèo mà mèo không đớp thì có mà chuyện lạ đời. Người xưa nói rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đến như chú cháu ruột mà còn không tránh khỏi chuyện đó, huống chi để là chú cháu họ. Đấy, rồi mọi người xem, tôi mà đoán sai thì cứ chặt đầu tôi như đầu con ếch." Cuộc bàn tán ấy làm lão mình cũng hơi có chút lo lắng. Bây giờ phải tìm cách xử lý chuyện này cho mọi người phải ngả mũ khâm phục mình. Dù gì thì mình cũng là một người chú của con Loan. Cứ để điều tiếng thế này thì danh dự của mình làm gì còn nữa. Và rồi lão nói chuyện này với ả Loan để cùng với lão tìm cách giải quyết. Nghe lão nói xong, Loan cười đáp: "Chuyện đó dễ như trở bàn tay thôi, có gì đâu mà anh có vẻ lo lắng thế." Lão mình mừng rỡ hỏi: "Em có cách gì à? Mau nói cho anh nghe xem." Loan mần mê đưa bàn tay của mình lên ngực lão mình, rồi ranh mãnh nói: "Bây giờ anh sẽ đứng ra để cưới chồng cho em."
Lão Minh nghĩ rằng Loan đang nói đùa mình. Lão khó chịu nói. Em nói cái gì vậy? Thế thì có khác gì anh đá đổ bát cơm của mình cơ chứ? Hay là em chán anh rồi à? Bao nhiêu tài sản anh đang chuẩn bị sang tên cho em một nửa đấy. Chẳng lẽ em không cần nữa sao? Ả Loan khẽ đánh nhẹ vào người Lão Minh một cái, nói ngay với giọng khách sáo. Anh nghĩ em đến với anh vì tiền bạc à? Anh suy nghĩ như vậy là anh hư lắm đấy nhá. Em đồng ý qua lại với anh ngay từ đầu là vì em mến anh, nhìn anh dễ thương. Anh hiểu chưa nào? Lão Minh phỏng mũi hỏi lại. Thật thế hả em? Nhìn anh dễ thương lắm hả? Anh cảm ơn em nhiều nhá. Tiếp sau đó lão trở lại với giọng lo lắng. Thế nhưng mà em nói anh đứng ra lo cưới chồng cho em là sao? Anh vẫn chưa hiểu lắm. Em giải thích rõ cho anh được không? Giọng Loan vẫn đều đều đầy sự tính toán. Anh chẳng biết gì cả. Bây giờ với danh nghĩa là một người chú, anh đứng ra tìm chồng cho em. Khi đó thì không những nghi ngờ về việc mình quan hệ bất chính bị xóa bỏ, mà người ta còn trở nên tôn trọng anh về cách sống bao dung và độ lượng. Nhất là anh trai của em, anh ấy sẽ biết ơn anh lắm. Nghe vậy thì lão mình cũng tỏ ra phấn khởi được đôi chút, nhưng vẫn còn có điều lão bất an. Lão hỏi. Thế nhưng mà em có chồng rồi thì chúng mình đâu thể... Loan bật cười cướp lời. Em biết ngay mà, biết ngay là quanh đi quẩn lại thì việc anh lo nhất vẫn là sợ không được bên em nữa chứ gì. Lão mình khẽ gật đầu. À Loan nói tiếp. Em sẽ tìm đại một thằng nào đó trên mạng. Khi gặp mặt, em sẽ có cách ép nó phải cưới em. Việc này em làm được, anh khỏi phải lo. Còn khi cưới nhau về rồi thì em sẽ biến nó thành bù nhìn luôn. Lão Minh ngơ ngác. Bù nhìn? Ý em là sao? Em cứ vòng vo mãi thế, mau nói thẳng ra cho anh xem nào. Anh nóng hết cả ruột rồi đây này. Mình sẽ vẫn quan hệ bình thường. Em sẽ có cách cho nó biến thành một gã chồng bại liệt. Chỉ nằm một chỗ mà thôi. Nó sẽ làm bia đỡ đạn cho cuộc tình vụng trộm của anh và em không bị điều tiếng của thiên hạ. Anh đã yên tâm chưa? Lão Minh gật đầu lia lịa trước những ý định mà con Loan vạch ra. Không biết lão ta có từng nghĩ một đứa ranh ma cổ quái đầy mưu mô như Loan thì sớm muộn gì mình cũng chỉ là con tốt thí trong ván cờ mà nó đang chơi. Chắc là không đâu. Lão làm gì còn tâm trí đâu mà nghĩ nữa. Cái dục vọng thấp hèn đã che mờ đi tất cả. Giờ này lão chỉ như một người câm mù điếc không hơn không kém. Mọi kế hoạch đều do Ả Loan sắp xếp toàn bộ. Lão chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là gật đầu. Kế hoạch đó lập tức được triển khai ngay và đến giờ phút này thì đã ổn thỏa hết, chỉ còn chờ ngày cưới nữa thôi. Chàng trai lọt vào cái bẫy của Ả Loan là một thanh niên độ ngoài 25, trông người gầy như bị nghiện. Gã ta có một ưu điểm là siêng ăn nhưng ngại lao động. Vì vậy gã dễ dàng bị Loan dụ dỗ. Đang lúc không có công ăn việc làm, tự nhiên có người tự nguyện làm vợ. Đã vậy còn hứa là sẽ nuôi cho ăn nữa chứ. Cơm no bỏ cưỡi, tội gì mà không chớp lấy thời cơ. Mặc dù như thế nhưng Ả Loan vẫn can dặn với gã ta rằng nếu như anh Đại có hỏi thì phải nói là mình đang làm chủ thầu xây dựng các công trình cầu đường. Hôm nay, cái nắng mùa hè vẫn còn gay gắt lắm, mặc dầu đã là hơn 3 giờ chiều rồi. Đại xuống máy bay, cái nắng làm cho Đại hoa cả mắt ngay khi vừa bước xuống. Khi ra đến cửa đã có Loan, ông Minh và cậu em rể tương lai đợi sẵn ở đấy. Dọc đường đi, mọi người cùng trò chuyện rôm rả với nhau. Gã thanh niên kia đã học thuộc kịch bản mà Loan giao cho, vì vậy trả lời Đại rất rành rọt, mạch lạc. Đại tỏ ý ưng thuận lắm, cậu quay sang nhìn Lão Minh rồi nói. Chú chở cháu thẳng về nhà chú đi ạ, cháu thắp cho dì nén hương. Hôm dì mất cháu không về được, thật sự cháu cũng áy náy lắm ạ. Lão Minh nghe Đại nhắc về người vợ tội nghiệp mà mình đã ra tay giết hại. Lão giả vờ sụt sùi, giọng lão cố tình chịu xuống. Không sao đâu cháu, công việc mà. Cháu có lòng thành như vậy là tốt rồi. Trên cao nhìn xuống chắc chắn dì cũng hiểu và cảm thông mà cháu. Sẽ chạy thêm độ 30 phút đồng hồ thì về đến sân nhà Lão Minh. Tất cả bước xuống đi vào nhà. Lão Minh đánh xe vào gian gara để cho Đại, Loan và gã thanh niên kia vào nhà trước. Đại tháo giày đặt ở bậc cửa rồi bước lên.
nhưng vừa bước vào nhà, Đại đột ngột gọi. Ơ, dì ơi! À Loan đi cách đó vài bốn bước, xanh sầm mặt mà khi thấy anh trai mình vừa gọi dì Thu, một người đã chết. Loan lao vụt theo gọi. Anh ơi, anh sao đấy? Đại đứng nhìn ngơ ngác ở giữa nhà, mặt vẫn chưa hết hoảng loạn. Cậu quay lại nhìn Loan. Anh vừa bước vào, anh nhìn thấy gì em ạ? Loan ngờ vực. Ai? Dì Thu á? Anh nhìn thấy dì Thu ư? Đại gật đầu xác nhận. Ừ, dì Thu đó em. Anh thấy dì ngồi ngay ở ghế đây này. Mặt dì nhợt nhạt lắm, miệng thì chẳng hiểu làm sao mà máu me tùm lum hết cả. Anh chạy lại xem thế nào thì dì đã không còn ở đó nữa. Vừa lúc này lão Minh cũng bước vào. Lão thấy cả ba còn đứng đó, lão bảo. Bàn thờ của dì ở tầng trên kia, cháu có thắp hương cho dì thì lên đó nhé. Đại mang câu chuyện mình vừa gặp phải kể lại cho lão Minh nghe. Lão Minh nghe xong ú à ú ớ hỏi không thành tiếng. À, hả? Hả? Cái gì? Cái gì? Loan nhanh trí. Chắc là anh vừa đi ngồi rời nắng vào nên hoa mắt nhìn nhầm thôi. Từ khi xuống máy bay chắc là do tâm trạng lúc nào cũng nghĩ đến gì. Thành ra vừa vào nhà là anh đã tưởng tượng ra thôi. Đại nhăn mặt lặp lại điểm khúc cũ. Khổ quá, anh thấy rõ ràng mà này. Dì ngồi ngay ở ghế này này, cách anh có mấy bước chân thôi. Loan cũng kiên nhẫn giải thích. Thì em đã bảo là do anh hoa mắt mà. Thôi, anh nên thắp hương cho dì đi, rồi anh em ta về nhà một lát. Còn bao nhiêu việc nữa đấy anh ạ? Lo nhanh đám cưới cho em, để anh còn trở lại làm việc nữa chứ. Loan thấy nãy đến giờ, cả người yêu bất đắc dĩ của mình cứ đứng như một gã đần. À làm dấu bảo gã ta nói gì đó. Nhận được lệnh của Loan, gã cũng dựa vào câu cản Loan vừa nói để khuếch khoác vài chữ. Dạ, anh đến thắp hương cho dì đi ạ. Về nghỉ ngơi một lát, anh đi đường chắc cũng mệt mỏi rồi ạ. Đại bảo ừ một tiếng, nhẹ nhàng bước lên cầu thang để tiến lên gian thờ của bà Thu. Lão mình vẫn ngồi thở hổn hển trên ghế vì hoảng. À Loan phải quắc mắt nhìn mãi lão mới biết ý, vuốt ngực lấy lại tinh thần. Đại lên đến phòng, một không gian yên tĩnh khiến Đại cũng thấy hơi rợn rợn, mặc dầu bây giờ đang là buổi chiều. Đại đốt hương lên, khấn vái rồi châm vào bát. Nhưng khi Đại vừa cắm vào thì que hương đột nhiên tắt ngúm. Đại thấy lạ quá, rõ ràng vừa hừng đỏ và lên khói rồi, sao tự nhiên lại như thế này được cơ chứ? Cậu toàn ghé que diêm vào đốt lại thì que hương đó bất ngờ bùng cháy lên thành ngọn lửa. Cùng lúc mà có đến hai chuyện kỳ lạ xảy ra, Đại run như cầy sấy. Đột ngột cánh cửa phòng thờ, không biết gió ở đâu thổi lại mà làm cho nó đóng kín lại, vang lên một tiếng rầm thật mạnh. Gian phòng tối om om, trong làn khói hương nghi ngút ấy, bà Thu hiện về. Đại ơi, gì đây? Đại hoảng loạn nhưng cũng quỳ rạp xuống, vừa lạy vừa nói. Dì ơi, cháu xin lỗi dì, cháu đã từng quá lời với dì. Dì đừng trách cháu nha dì. Dì không có trách con đâu. Chính con cũng chưa biết được chuyện động trời gì đã xảy ra đâu. Đại hỏi ngay. Chuyện gì hả dì? Nhưng đột ngột cánh cửa mở toang ra. Đại giật mình quay lại thì thấy Loan đang đứng ở đó. À hỏi. Xong chưa anh? Sao anh lâu thế hả? Đại lắp bắp, nói đứt đoạn. Anh đang... Dì Thu, anh... Vừa nói, tay Đại vừa chỉ về phía bát hương. Nhưng lúc này nhân ảnh của bà Thu đã không còn ở đó nữa. Cây hương đã vụt tắt hoàn toàn, không còn chút dấu hiệu nào cả. Loan chán nản. Anh vẫn còn hoảng loạn chuyện hồi nãy đấy à? Em đã bảo là do anh hoa mắt thôi mà. Anh xong chưa? Đi về thôi. Em có chuyện muốn bàn với anh đấy. Đại đứng lên theo Loan đi ra. Họ chào tạm biệt lão Minh rồi ra về. Dọc đường Loan hỏi mấy câu mà Đại không có thưa vì không nhập tâm. Loan gắt lên. Anh sao thế hả? Như người mất hồn thế. Anh có nghe em nói không vậy? Đại ấp úng. Anh nghe chứ. Anh vẫn nghe mà. Rồi cậu hỏi Loan một câu. Em này, thế dì Thu bị cảm rồi mất thật à?
Loan đáp cho có. Vâng. À bực tức nói thêm. Chuyện đã qua rồi, anh cứ hỏi làm gì thế? Chuyện của em đây thì anh chẳng quan tâm gì cả. Biết vậy em không báo cho anh nữa. Mình em tự cưới tự về nhà chồng còn hơn. Đại biết mình hơi thở ơ, làm em gái phật lòng rồi, cậu nhận sai. Anh xin lỗi, anh hơi mất tập trung chút. Về đến nhà, Đại nhìn ngắm căn nhà đã hơn một năm xa cách. Căn nhà vẫn vậy, chẳng có gì đổi khác cả. Đại hạ mình ngồi xuống ghế rồi bắt đầu nghe Loan phổ biến kế hoạch chuyện cưới xin. Đại hoàn toàn đồng ý với quyết định của em gái mình. Đại thương em lắm, không muốn nó phải buồn. Vì vậy mà Loan đưa ra ý kiến gì, cậu cũng gật đầu tán thành. Tối đó sau khi mọi việc dự tính đã tạm ổn, Đại lên giường hạ lưng một lát, còn Loan và gã chồng sắp cưới kia rủ nhau đi ra ngoài. Đại không thắc mắc gì chuyện đó vì biết rằng ít hôm nữa thôi, hai đứa cũng là vợ chồng của nhau rồi. Bây giờ nên để cho hai đứa có khoảng riêng, tự do. Áo nâu không mặc cũng chầu, vợ chồng không trước thì sao thẹn gì. Dắt nhau đi được một quãng khá xa thì gã thanh niên kia và Loan chào tạm biệt nhau. Loan rúi cho gã kia mấy đồng rồi dặn. Anh ăn gì thì cứ lấy tiền này mà mua ăn đi nhá. Chuẩn bị cưới em rồi, ráng bồi bổ cho mập lên chút nha. Gã thanh niên nhu nhược kia được vài đồng bạc là thích lắm, không còn nghĩ gì đến thứ khác nữa. Gã định hôn Loan một cái nhưng à không đồng ý. Loan không về nhà mà đi thẳng sang nhà lão Minh. Vì đã có hẹn trước trong tin nhắn cho nên lão Minh không khó cửa cổng mà để sẵn đó để chờ đợi. Loan bước vào nhà nhìn ngó chung quanh nhưng không có ai cả. À gọi cũng không có ai thưa. À chợt nghe phía tầng trên có tiếng động, đoán chắc là ông Minh đang trên đó, à thong thả bước lên. Càng đi đến gần, à càng nghe thấy thanh âm lộn xộn, hình như nó phát ra từ căn phòng thờ của bà Thu thì phải. À bước thật nhanh cho hết mấy bậc cầu thang để xem chuyện gì đang xảy ra. Đứng bên ngoài căn phòng thờ của bà Thu, à thấy lão Minh đang cầm trên tay một bó hương, quỳ rạp trước ban thờ bà Thu rồi vái lạy như người bổ củi. Miệng ông đang lẩm rẩm khấn vái gì đó không ai nghe rõ chính xác. Loan rón rén bước lại, khẽ đặt tay lên vai lão ta. Lão Minh giật bắn mình quay đầu lại. Lão hét toáng lên nhằm phía Loan mà lạy. Bà ơi, bà tha cho tôi đi, tôi van bà, tôi lạy bà. Loan khom người xuống, túm tóc lão Minh rồi khẽ giật giật. Em đi mà, em Loan đây. Anh làm sao vậy hả? Lão Minh lúc này mới từ từ hoàn hồn vì nghe chính xác ra giọng của Loan. Lão đứng dậy buông đôi bó hương đang cháy trên tay, vương vãi ra khắp nền nhà. Lão run run kể. Em ơi, anh sợ lắm. Bà ấy về. Loan trấn tĩnh. Thôi, mình xuống dưới nhà đã anh. Có chuyện gì từ từ rồi nói. Lão Minh cứ như một đứa trẻ đi khép nép sau ả Loan. Toàn thân vẫn còn run lên bần bật như người vừa ở dưới hố tuyết lên. Loan rót cho lão một tách trà. Lão nhận lấy rồi lại đặt xuống bàn, bắt đầu kể luôn cho ả Loan nghe. Hồi nãy lúc anh ra cổng để đợi em, anh thấy bà ta đứng ngay ở đó. Loan hỏi lại. Bà ta? Bà Thu ý hả anh? Lão mình vừa gật đầu để xác nhận nhưng cũng vừa xua tay. Em ơi, em đừng nhắc đến tên bà ta nữa. Nghe tên thôi là người anh đã lạnh toát lên rồi. Rồi lão kể tiếp. Bà ta đứng ở cổng, hướng mặt ra đường. Lúc đầu anh không biết, anh ngỡ là ai cơ. Anh mới lại vỗ vai một cái. Lúc bà ta quay lại, chỗ khuôn miệng bà ta máu cứ thế theo thức ăn chảy ra ngoài. Kể đến đây giọng lão lý nhí xác nhận. Đúng y như cái hôm mà bà ta chết. À Loan dường như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. À nhíu mày hỏi lại. Anh nói thật sao? Lão mình gật lia lịa. Ôi giời ơi, thật em ạ. Lúc đó anh mới sợ quá, anh chạy vụt vào trong. Tay anh khóa liền cổng lại nhưng không được. Bà ta cứ xô vào, miệng thì vừa ứa máu vừa nói. Tôi phải lấy mạng của ông. Ông phải đền mạng sống lại cho tôi. Lúc đó anh nhắm mắt rồi chạy một mạch lên phòng thờ của bà ấy luôn. Loan nhìn khuôn mặt cắt không còn hột máu của lão mình, tội nghiệp để nói. Thôi, anh vào tắm một cái cho bớt căng thẳng đi. Lão ngập ngừng. Em vào với anh được không? Bây giờ anh sợ lắm.
anh không dám vào tắm một mình đâu. Loan miễn cưỡng. Thôi được rồi, đi, em vào cùng anh. Tiếng nước của vòi hoa sen bắt đầu vang lên. Hai thân thể không quần áo đang quằn quại cùng nhau trong phòng tắm kia. Lão mình dù đang rất sợ hãi, nhưng cũng không kiềm chế được bản thân trước một tòa thiên nhiên đang hiện hữu trước mặt. Lão bắt đầu lao vào cơn thú tính, nhắm mắt tận hưởng cảm xúc theo từng nhịp điệu dập dồn uyển chuyển. Đến phút cao hứng, lão mở trừng mắt ra, đang định rít lên để tận hưởng cái cảm giác thăng hoa, thì lão nhảy chồm ra khỏi người Loan, lao thẳng ra bên ngoài. Đang nằm phía dưới lão đâu có phải là à Loan đâu, mà là bà vợ tội nghiệp tên Thu của lão. Vẫn là khuôn mặt mà hồi nãy lão thấy ngoài cổng, nét mặt thì trắng bợt bạc, miệng vẫn nhếu ra dòng máu đỏ tươi. Đi kèm với đó là dịch dạ dày và những mảng bầy nhầy của thức ăn. Thấy lão mình đột nhiên chạy đi như vậy, Loan bật dậy gọi lớn. Anh làm sao đấy? Lão mình đã chạy ra đến sân, trên người vẫn không có mảnh vải nào che thân. Nghe tiếng Loan gọi, lão khựng lại rồi nhanh chóng chạy vào. Rõ ràng là lão vừa nhìn thấy bà Thu mà, làm sao có thể như thế được chứ? Giá như bóng điện mờ mờ ảo ảo thì có thể đưa ra giả thiết là nhìn nhầm. Đằng này điện trong nhà tắm sáng như ban ngày cơ mà. Mắt lão cũng chưa đến độ kém tới nỗi nhìn một khuôn mặt trắng trẻo trẻ trung như của Loan ra một khuôn mặt trắng bệch và máu me bè bét. Loan thay đồ xong thì đưa khăn tắm và đồ cho lão thay vào. Buông thõng cơ thể ngồi xuống ghế, lão vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh. Khuôn mặt lão nom vẫn còn xanh mét như tàu lá. Bất chợt có tiếng mở cổng, lão mình lạnh sống lưng dồn dập hỏi Loan. Ai đấy? Ai tới đấy? Hồi nãy em chưa có đóng cổng sao? Rồi ơi! Loan bình tĩnh đứng lên, đi ra hiên nhìn xuống sân và ngạc nhiên hỏi. Ơ, anh Sang đấy ạ? Em tưởng anh ngủ rồi chứ? Đại cũng ngạc nhiên hỏi. Em cũng ở bên này à? Anh tưởng em đi chơi với thằng Lâm chứ? À, Loan nhanh nhỏ. Dạ vâng, em đi với anh Lâm một lát. Lúc về ghé qua đây thấy chúng mình đang sáng đèn, nên em vào chơi với chú một lát. Em cũng vừa mới qua đây này. Thế anh Sang có việc gì thế anh? Sao không nghỉ ngơi đi? Có gì mai qua cũng được mà. Bữa lúc này, lão Minh từ trong nhà bước ra. Lão nhìn Đại rồi hỏi. Đại đấy hả chó? Có việc gì thế chó? Đại nhìn Loan rồi bảo. Em về trước đi. Anh nói chuyện với chú một lát xong rồi anh về sau. Để tránh sự nghi ngờ, Loan vui vẻ đồng ý ngay. À, cất giọng. Vậy anh ở đây về sau nhé. Cháu về đây chú ạ. Lão mình bảo ừ cháu về nhé. Rồi lão cùng Đại đi vào nhà. Lão hồi hộp hỏi. Thế có việc gì mà sang khuya thế hả cháu? Đại ngập ngừng. Dạ, cũng không có chuyện gì đâu ạ. Cháu sang thắp cho dì nén hương nữa thôi ạ. Lão mình trợn tròn mắt. Sao? Chẳng phải cháu thắp hồi chiều rồi hay sao? Mà hương khói gì thì để mai cũng được mà cháu. Sao mà gấp gáp thế? Đại nói cho qua chuyện. Vâng, thì đúng là thắp lúc nào cũng được ạ. Cơ mà nằm không ngủ được, cháu đi vài vòng cho mát. Nhân tiện thấy nhà chú đang mở cổng thì cháu vào luôn thôi ạ. Lão Minh thở phào. À, ra là thế. Ừ, thế cháu lên đi, phòng chú vẫn mở đấy. Đại vâng một tiếng rồi dạo bước đi lên. Tới nơi, Đại thấy gian thờ không có đèn sáng mà chỉ có mờ mờ chút ánh sáng từ hai chiếc đèn chụp đang cháy trên ban. Đại dè dặt đốt lên một cây nhang, cắm xuống rồi vái ba vái. Đại không hiểu sao từ hồi chiều trở về nhà, Đại cứ có cảm giác có ai đó đang thúc giục Đại quay trở lại gian phòng thờ của bà Thu thêm một lần nữa. Mặc dầu trong lý trí của Đại thì rất sợ hãi, nhưng con tim thì như hối thúc. Chẳng chọc mãi mà Đại có ngủ được đâu. Cuối cùng cậu vẫn quyết định bật dậy đi. Cậu cố tình chờ đợi thêm một lát nữa, xem hôm nay dì Thu có hiện về như hồi chiều nữa hay không. Đang nhìn quanh quất trên ban thờ, bất chợt Đại phát hiện ra một cái gì đó. Cậu cầm lấy rồi chạy xuống nhà. Ông mình vẫn đang co quắp chân trên sofa. Đại bước lại gần rồi lên tiếng. Chú ơi, lọ gì đây chú? Cháu thấy nó bên cạnh bát hương của dì này. Sợ chú để đó rồi quên. Với lại ban thờ không nên bày bừa mấy cái thứ đồ linh tinh lên đó chú ạ. Vừa nói Đại vừa chìa tay ra.
Lão Minh á khẩu, mắt đứng tròng, không nói được lời nào. Đó chính là lọ thuốc chuột mà lão đã dùng để giết vợ. Đang còn hơn một nửa lọ nữa, nhưng lão đã vứt ra ngoài cánh đồng ngay hôm sau rồi cơ mà. Sao bỗng nhiên hôm nay nó lại nằm bên cạnh bát hương của vợ mình là thế nào? Chính xác là cái lọ này, lão đã bóc nhãn mác đi để người khác đừng biết. Lạ quá, rõ ràng đã quăng đi rồi cơ mà. Đại không nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt lão mình, cậu đặt lọ thuốc lên bàn rồi bảo: "Thôi, chú cất đi, cất vào chỗ nào cho nhớ, khi nào dùng đến khỏi phải đi tìm mà." Rồi Đại nói thêm: "Đến trưa mai cháu có chuẩn bị một mâm cơm để mời gia đình bên nhà thằng Lâm qua. Cháu định sáng mai mới qua mời chú. Nhưng tiện đây thì cháu báo với chú luôn ạ. Trưa mai chú sắp xếp qua nhà cháu một lát nha chú." Lão mình vẫn chưa nói được, miệng lão còn cứng lắm. Lão chỉ gật đầu rồi mấp máy mồm ra chiều nhận lời. Đại chào thêm một lần nữa rồi ra về. Lão mình ở lại, nhìn đăm đăm vào cái lọ thuốc chuột kia. Người lão đột nhiên cứ rung lên từng chập. Bây giờ lão không muốn rời khỏi chỗ, ngay cả ra khóa cánh cổng ngõ lại, lão cũng chẳng dám. Lão chỉ sợ rằng vừa bước ra mà nom thấy bà Thu đang ngồi đó với khuôn mặt gớm ghiếc nhìn lão. Tưởng tượng thôi, lão đã rùng mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Loan dậy từ rất sớm để chạy chốt chuẩn bị đón gia đình bên chồng tương lai. Dù chỉ là một cái đám cưới nằm trong kế hoạch thôi, nhưng cũng phải làm cho ra hồn một chút chứ. À sẽ trang điểm thật nhẹ nhàng, giản dị, để ai nhìn vào cũng lầm tưởng à là con người đàng hoàng, nết na. Đại cũng chuẩn bị cho việc quan trọng hôm nay bằng một bộ vest màu xanh coban cực kỳ ấn tượng. Cỗ bàn đã được hai người đầu bếp đưa đến, chỉ có hai mâm thôi, nhưng lượng thực phẩm thì bằng với 5-6 mâm của các đám bình thường. Đại không tiếc tiền, cậu muốn em gái mình phải cảm thấy hãnh diện với mọi người. Gia đình nhà Lâm cũng đã đến, bao gồm có 5 người là bố, mẹ, hai ông chú và một bác gái. Cả Lâm nữa là 6, vừa đủ một mâm. Cả ban đại diện nhà gái hôm nay có mỗi ông chú là lão mình thì giờ này vẫn chưa thấy đâu. Đại xuất đột gọi đến mấy cuộc mà chỉ có chuông chứ không có người bắt máy. Cậu nóng lòng bảo Loan: "Em đi sang xem chú mình sao mà lâu thế? Khách khứa bên nhà kia họ đến đây cả rồi. Anh phải ở đây tiếp chuyện, em giục chú nhanh lên nhé." Loan gật đầu rồi tức tốc đi ngay. Nhưng ả đi nửa tiếng rồi, một tiếng trôi qua mà vẫn không thấy về. Ông mình cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Mấy người bên gia đình Lâm phải chờ đợi lâu cũng có vẻ bực bội. Cuối cùng một ông đại diện nói: "Bên gia đình các cậu coi thường chúng tôi quá. Đã vậy thì không có cưới xin gì nữa. Giải tán hết." Dứt câu họ đứng lên ra về. Đại gọi lại mãi mà không được. Cậu cũng bực mình không kém, cởi bộ vét ra. Đại chạy lại nhà ông Minh xem rốt cuộc có chuyện gì. Đến nơi cửa cổng vẫn mở. Đi đến bậc cửa thấy đôi cao gót của Loan đang để ngoài đó. Đại chắc chắn em gái mình đang trong đây. Đại gọi với giọng bực bội: "Loan! Loan ơi! Mày đâu rồi Loan? Về mà xem kìa. Người ta về sạch rồi kìa Loan." Tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Bước chân thêm mấy bước nữa, Đại hét lên: "Chú Minh! Chú Minh! Chú làm sao đấy ạ? Chú Minh!" Trước mắt Đại, lão mình đang đổ vật xuống nền nhà. Toàn thân đã nguội ngắt không còn chút hơi ấm. Miệng lão ộc máu, bây giờ đã khô. Vết máu thầm tím lại như mỏng mận chín. Đại bàng hoàng khi phát hiện ra chai thuốc mà hôm qua cậu lấy bên cạnh bát hương của bà Thu bây giờ đang nằm trong tay của ông Minh. Đại sực nhớ đến Loan, cậu hoảng hốt, vừa chạy lên lầu vừa gọi: "Loan! Loan ơi! Em ơi!" Bước qua chỗ cầu thang thì đập ngay vào mắt của Đại là xác của em gái mình đang nằm úp trước bàn thờ của bà Thu. Loan cũng đã chết rồi, đầu ả máu me nhảy nhụa, không biết ma xui quỷ khiến đã đưa ả lên đây. Rồi khi bước chân vào gian phòng này thì trượt ngã, đập đầu vào chân bàn thờ của bà Thu. Cái đầu của ả bị nứt ra một đường, dù ả đã chết rồi, nhưng máu từ chỗ đó vẫn ứa ra chan hòa. Trên bức di ảnh chỗ bàn thờ, bóng bà Thu đang lờ mờ lúc ẩn lúc hiện. Tuy thể xác đã vùi sâu dưới 3 tấc đất, nhưng hồn oan của bà vẫn lảng vảng quanh đây. Bây giờ có lẽ linh hồn ấy có thể thảnh thơi bước vào vòng luân hồi được rồi. Tất cả bi kịch có lẽ
xin khép lại ở đây mà thôi. Duy Thuận xin cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi, đồng hành cùng Thuận trong suốt hai tập truyện buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng hai câu chuyện này sẽ khiến cho quý vị hài lòng và yêu mến nhé. Hãy để lại cho Thuận một like, một chia sẻ. Cũng như quý vị nào vừa biết đến kênh Người Dẫn Đường Quê Âm mà chưa đăng ký kênh, hãy nhớ đăng ký giúp Duy Thuận nha. Lượt đăng ký dạo gần đây Thuận thấy tăng lên rất là chậm, nên Thuận rất là mong muốn, hy vọng rằng quý vị nào mà thường xuyên đón nghe trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm, chúng ta hãy đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm quý vị nhé. Hy vọng những câu chuyện trên kênh sẽ được quý vị chia sẻ rộng rãi cho những người bạn, những người thân của mình được biết đến những câu chuyện này, biết đến Duy Thuận nhiều hơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Sự phát triển của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm nằm hoàn toàn ở sự đồng hành, sự ủng hộ, tin yêu của tất cả quý vị đó ạ. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì đã khuya rồi, Thuận chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.